Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa các bạn, đến với chương trình này của chúng tôi có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn vẫn là người dẫn chương trình của ngày hôm nay. Số điện thoại duy nhất của chương trình là 02438262625 sẽ tiếp nhận câu hỏi của quý vị thính giả vào tất cả các ngày trong tuần. Và nếu mà có nhu cầu được tư vấn riêng tư với anh Đoàn cũng như là chị Hải thì quý vị có thể kết nối để được chúng tôi thiết kế một cuộc gọi tư vấn sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Vâng, tôi thính giả Hà Nam đây ạ. Dạ vâng. Trước hết xin chúc cả đại gia đình người ta và các anh em trong một phần luôn luôn mạnh khỏe, sức dạ, khỏe vâng. dồi dào, dạ. Kinh tế tất cả mọi việc bình an vô sự. Ôi dồi ôi, quý hóa quá. Đời đầu tiên là kính chúc như vậy ạ. Dạ vâng. Xin lỗi, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Báo cáo năm nay tôi tên tôi là Đỗ Xuân Cương, năm nay tôi sinh năm 1954 ạ. À, thế là cũng gần 70 rồi đúng không? Tôi ngạ gần 70 ạ. Thế là anh nghe chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi lâu chưa? Ở báo cáo là tôi lúc nào hai vợ chồng. À. Tên tôi và nhà tôi lúc nào cũng nằm kề bên nhau nghe Cửa sổ tình yêu. Ui rồi lại còn Nhưng nằm mà kề gọi bên điện nhau nghe, rất quý hóa quá. nhiều mà gọi điện rất nhiều mà không bắt được máy, không nói chuyện được. Rồi, thế là Hà Nam ở huyện nào đấy anh? Anh ở huyện Kim Bảng ạ. À, Kim Bảng. Rồi, vâng. anh... Kim Bảng ở trên quê đổi mới nha, thì báo cáo với tất cả các nhà mình là Kim Bảng là đổi mới và Hà Nam đổi mới, Dạ vâng. mà nổi tiếng của một của toàn nước của nhà mình. Dạ vâng. Đường Ở xá đây nông thôn ở quê anh là thấy là đẹp đúng không? Rất vâng, là quê đẹp. đẹp lắm. Vâng. Cứ về đền Tam Chúc nhá. Dạ vâng. Ôi, quá mỹ mãn. Vâng. Vậy thì hôm nay anh gọi đến chương trình của chúng tôi có băn khoăn gì không? Anh gọi lên chương trình có băn khoăn có những điều như là này. Vâng. Thật sự anh nói nhá, Vâng. anh là có thằng con cả, là tình hình là trong công việc là cháu nó là không hoàn thành nhiệm vụ với người gì, người bậc của người cha, người chú, người gì, nó cứ dựa vào, nó cứ nói. Bây giờ tôi muốn là sao giải tỏa được, nhờ nhờ các anh là sao giải tỏa giúp hồi tôi. Anh Cháu nó là thì bản chất nó cũng tốt thôi, nhưng mà khi rượu vào nó không có tốt thì nó coi con người như là một cái dơm cái dạ. anh thì 68, thế cậu trưởng nhà mình là bao nhiêu rồi? Dạ. Cậu trưởng của mình là năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cậu Trấn sinh năm 1976 ạ. À, 76, tuổi Vâng ạ. rồng đấy, đúng không? Vâng. Thế mà cũng vợ con đầy huề rồi chứ ạ? Báo cáo là vợ là một vợ, hai con, hai thằng con trai rất trưởng thành. Một thằng đi Đài Loan làm việc tiền cực kỳ. Vâng. Nhưng mà anh con của tôi là được bao nhiêu tiền là cái đi cũng đi, chưa có đi nào. Vâng, Nhưng được cũng bao tiền, được bao là tiền là tiêu thụ hết. thế à? Thế vợ có than phiền không? Có bao giờ hành hung với vợ không? Cùng đi làm nhà hành hung, nhưng mà không đi làm. Bây giờ vợ làm phương xa, chồng làm Vâng. phương xa. À. Nhưng mà tôi giờ tôi đang lo lắng bây giờ làm sao để cho trụ một gia đình đoàn tụ của một người cha, người ông. Vâng. Nó đoàn tụ gia đình là một điều quý hạnh nhất. Thế là đâm ra là bây giờ thì hai vợ chồng anh đang ở quê Hà Nam Kim Bảng đúng không? Thế Vâng. cậu con trưởng làm xa hay là cũng hàng ngày đi làm xong là về nhà? Cậu con trưởng ngày xưa là cũng cùng sang công tác ở bên ở nước ngoài cùng với vợ, nhưng mà khi quan điểm với nhau là làm là không được À, thì bây giờ về coi nhà. được, được bao nhiêu em ạ, được bao nhiêu là tiền người ta cờ bạc hết. Rồi, thế bây giờ lại đang ở đâu? Cậu ấy đang ở đâu? Ở chung với anh à? Cậu bây giờ đang ở nhà, cũng nhà hai tầng ở riêng rồi. À, thế khi quậy phá là chạy sang nhà bố quậy phá à? Vâng ạ, Thế bây giờ là đấy hai 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 vợ chồng anh sống riêng đúng không? Không ở em cùng với người con nào cả, không chăm cháu nào cả. anh là hai vợ chồng, anh là năm nay là sinh năm 1954, vợ anh là sinh năm 72, hai vợ chồng rất thương yêu nhau, có no ăn no, có giàu ăn giàu, có tháng sao, nhưng mà cái con nó đôi khi nó cứ làm việc với Nhưng mà em nghĩ là anh vô tư thế này thì cũng không đến mức là phải suy sụp lắm đâu nhỉ. Cứ phải không phấn không khởi như thế, đúng em không? ơi, anh nói thật với em nha, anh rất cảm ơn em nha, Dạ. nhưng mà cũng nó cứ nghĩ nó đau đầu lắm cơ, là sao để giải tỏa cho anh.
đấy. Anh làm sao anh cứ phải làm việc này, kệ mẹ chúng anh như nào nào đấy, anh cứ thân mình đấy. Nghe nghe tiếng cười của anh quý lắm. Anh cũng nghe nha, bởi vì anh nghe hai vợ chồng nghe đêm nào nghe không bao giờ anh ơi, anh thầy đây nha. Dạ. Hai bố nhà bố là anh lúc nào nghe. Dạ, thế quý hóa quá, rất là cảm ơn những tính giả thân thiết như anh. Đến giờ phút này là trời ban thế nào, mình hôm nay gặp được em điện thoại rất nhiều rồi chứ. Thế à, rồi ôi, quý hóa quá, rất là cảm ơn những tình cảm mà anh dành cho chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng ạ. Vâng, xin chào anh. Vừa chào chú. Vâng. Vừa nghe anh nói chuyện với anh Thành Văn thì thấy rằng là, giọng rất là khỏe, rất là minh mẫn, rất là tốt rồi. Chỉ có mỗi một cái việc như thế này thôi đúng không? Hai anh chị thì rất là khỏe, yêu thương nhau và sống độc lập, sống riêng. Còn có cậu con trai sinh năm 76 cũng đã có vợ con trưởng thành và cũng ở một mình ở cái nhà hai tầng, nhưng đi làm được bao nhiêu thì nướng vào cờ bạc rượu trẻ đúng không ạ? Vâng vâng vâng. 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 Hai con hai đứa con của tức là cháu nội của anh ấy thì là cũng đi làm nước ngoài hết rồi. Một thằng thứ nhất là cháu là thể dục thể thao ở Hà Nội, nó thằng ấy kiếm được tiền. Tốt. Vâng. Chán bố nó không nghĩ. Vâng. Thằng thứ hai là thằng thứ nhất là thằng cháu thứ nhất là cháu đi dung của anh đấy. Vâng. Nó dạy thể dục thể thao Hà Nội. Vâng. Còn thằng cháu thứ hai là đang ở Nhật. Rồi. Thế cái tiền thì anh không ngại, nhưng mà anh ngại mỗi một cái tình cảm con người em. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Vâng. Giải tỏa cho anh ơi, từ từ thì đang lấy đi. Thế còn cô con dâu tức là vợ của cái anh Nghiện ấy thì ở đâu? Ở bên Nhật với chị con hay là đang làm Trung Quốc, ở bên Trung Quốc rất nhiều tiền, cũng rất nhiều tiền. Rồi, tóm lại thế này, tôi kể cho mà nghe này, con trai anh thì đang ở Việt Nam. Vâng. Cháu nội thứ hai thì đang ở Nhật, con dâu thì đang ở Trung Quốc. Ờ, con trai cả tức là cháu đích tôn của anh ấy thì đang làm thể dục thể thao ở Hà Nội, nhà vâng. Anh là Liên Hiệp Quốc đấy. Vâng. Ồ, giải đều con cháu ra khắp năm châu bốn biển đấy, chỉ còn thiếu một, vâng. một mai kia là cái cậu ở Nhật, cậu lại lấy một đứa cháu gái nó lại ở bên Úc, xong lại định cư ở Canada, xong lấy cậu anh thứ hai như thế đấy. Rồi khéo không, rồi là nhà anh con cháu là giải khắp năm châu đấy. Bây giờ thật ra thế này, nhà anh thế cũng quá tốt rồi. Cái vâng. Cậu mà 76 ấy mà, tôi nói thật anh phải thông cảm, bây giờ có rời bảo, có hai người có thể bảo được, một là công an, hai là bác sĩ. Công an là làm sao ạ, khi nào uống rượu say quậy phá, công an ta lấy lý do là gì, vi phạm cái trật tự ông công cộng. Đi vào đây anh xin cắt lời chú nhá. Vâng. Anh với chị đang nghe tiếng nói của em rồi. Vâng. Cả chị ngồi cùng với anh ấy nhá. Vâng vâng. Cho nên anh cũng không cần phải đi dạy một cái cậu con mình ấy mà, mình dạy được đến 17, 18 thôi. Ai lại dạy đến lúc nó 50, nó có vợ rồi, nó sắp con nó lên ông nội đến nơi rồi, mình còn cứ phải lo làm gì? Mà nó cũng có nhà nó ở nơi đấy. Cho nên là đã nói rằng với cái cậu như thế là một công dân thực thụ, đã làm cũng đi nước trong nước ngoài rồi đúng không? Vâng. Thế và thì về hiểu biết cũng có rồi, nhưng mà vướng vào những cái vòng mà nghiện ngập như thế thì nếu chỉ giáo dục thông thường, dặn dò căn dặn phân tích là tác hại với ích lợi thì không ăn thua nữa, nước đổ đầu vịt rồi, bệnh nó vâng. Nặng rồi. Bây giờ chỉ có một là nếu như bạn ấy mà nhậu rồi quậy phá vi phạm pháp luật rồi gây rối trật tự công cộng thì các cơ quan pháp luật ví dụ như công an người ta sẽ làm việc với bạn ấy. Bạn sẽ biết phải làm gì. Cái việc thứ hai là một ngày nào đó uống rượu nhiều, sơ gan, cổ trướng rồi đột quỵ rồi tai biến rồi gan nhiễm mỡ rồi vân vân, đau rồi bê bụng đi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng là uống ít rượu thôi, nếu mà còn uống rượu như thế này thì sớm muộn cũng sẽ có cái hậu quả nghiêm trọng. Thì may ra đấy có hai cái người ấy mà không nói không nghe nữa thì đúng là chỉ có thôi thì kệ đúng không nhá. Còn mình thì chịu rồi, mình chịu rồi. Mình chịu rồi à? Ừ. Chỉ có rằng nếu một bữa nào mà cậu quậy phá mà công an có bắt ấy, mình cũng dù có thương con cũng đừng ra xin với xỏ gì nhá. Thôi, may quá mình té nước theo mưa, mình không xui con mình vi phạm pháp luật, nhưng mà đấy, nó làm thì nó phải chịu. Bây giờ các anh cứ xử theo làm sao mà mang tính chất răn đe cho cháu nó nên người. Bây giờ là cháu nó mới có 50. thế thì đấy, đây tôi nghĩ rằng là có hai cái người mà có thể nói được với cháu, đó là chờ một ngày nào đó
sức con người nó cứ làm việc nhiều, ăn uống thì vô độ, không có tổ chức rượu chè linh tinh vào thì rồi cũng sẽ sớm gặp bác sĩ thôi. Và bác sĩ thì bác ấy sẽ có một loạt cái loại cấm thế này, cấm thế kia, có những chỉ định nọ, chỉ định kia. Lúc ấy thì muốn sống thì nghe lời, còn nếu muốn không muốn muốn đi sớm cho mát mẻ thì tùy quyết định nhá. Thôi anh cứ thoải mái cuộc sống của mình thôi. Mình thế cũng rất là tốt rồi, con cháu đầy đàn đầy đống ở khắp năm châu bốn biển như thế là được rồi. Đặc biệt là anh chị còn rất là khỏe và ghen tị cái là nằm cạnh nhau nghe đài, nghe nó như như đôi vợ chồng mới cưới, thích quá ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Tấm Lộc Đinh Đoàn. Xin chào anh nhé. Chúc vợ chồng anh chị hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Giang. Alo Hà Giang đâu? Em nghe đây ạ. Bạn nói câu hỏi của mình đi. Em muốn nhờ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn tư vấn cho chuyện hôn nhân gia đình em ạ. Bạn nói đi. Vợ chồng em là em quê ở Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc và em lấy chồng lên xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Vợ chồng em có đăng ký kết hôn hẳn hoi. Sau khi kết hôn xong thì bọn em lên trên Hà Giang sinh sống và có hai đứa con ạ. Nhưng mà vợ chồng em mới ly thân, chồng em hay trai gái nghiện hút mà về hay đánh vợ, không có chịu làm ăn gì cả. Tự nhiên vợ chồng em còn chưa ly dị, chồng em lại xin được giấy đăng ký kết hôn với người khác. Bây giờ cuộc sống nhà em thì nó hơi bấp bênh, bây giờ không biết như thế nào. Em muốn nhờ chuyên gia tâm lý giúp em tư vấn giúp em ạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Ban nãy nghe chưa rõ lắm. Mình năm nay bao nhiêu tuổi em? Em năm nay là 54 tuổi ạ. Em sinh năm 69 ạ. À thế à? Như vậy vì nghe giọng nó chỉ như ngoài 30 ấy. 54 tuổi, thế ông xã bao nhiêu? Ông xã em 55 tuổi ạ. À 55 tuổi, thế mà giờ vẫn cứ rượu chè cờ bạc gái gú hả? Thế các cháu nhà mình lớn chưa? Cháu nhà em sinh năm 92, một đứa sinh năm 93. Trưởng thành hết chưa, đi làm chưa hay còn vẫn ở nhà? Cháu nó đi làm, nó lập gia đình và có một đứa cháu rồi, đi làm rồi ạ. Ôi trời ơi, thế bây giờ nhà mình là có hai vợ chồng thì lại ly thân đấy đúng không? Chứ còn không có đứa con nào. Có nghĩa là cháu nó vẫn ở với em. Nó lấy chồng rồi nhưng mà nó vẫn ở với mình đúng không? Cháu lấy vợ và ly thân nghĩa là làm sao, ăn riêng ngủ riêng hay là chỉ có ngủ riêng còn vẫn ăn chung? Không, bọn em là ly thân lâu rồi, chồng của em hay trai gái lắm, xong không có kiểu không có lo gia đình mà về nhà hở tiền lấy tiền, hở cái gì lấy cái đó, cho rồi. Nên là cái lần cuối cùng em đi thì em mới ra viện thì là chồng em không hỏi han gì mà lại dẫn gái về nhà, thế là em mới xách quần áo em đi, xong là từ lúc đấy thì chồng của em thì mấy em là không có liên lạc nhau nữa. Thế bây giờ là mình trốn khỏi nhà, mình đi một mình nhá, đi đâu đó đúng không? Không ba nhà. Mẹ con lúc ý là em đi mang ba mẹ con ạ. Đi cả con trai với con dâu. Lúc ý là em chưa có con dâu và hai đứa con trai đi cùng bởi vì chồng em hay chơi khá. Rồi hiểu rồi, tức là ba mẹ con dắt nhau ra đi từ cái lúc mà các con nó còn chưa có vợ. Thế xong mình thuê nhà trọ hay là mình định cư ở một nơi khác đúng không? Em thuê nhà trọ. Thế sau đấy các cháu còn kịp là lấy vợ rồi, bây giờ là có con dâu. Thế bây giờ mình mong muốn điều gì? Muốn hàn gắn quay trở về hay là muốn cắt luôn hay là cứ kệ hay như nào? Em thì là em cũng nghĩ bảo là bây giờ anh thuê cố ở với nó thì là nó phá phách như thế, nhưng mà bố mẹ chồng em cho một đám đất thì hai vợ chồng thôi, em chịu khó ba mấy mẹ con em ở như vậy thì sau này làm rồi về thì làm cái cửa cái nhà, sửa lại cái cửa cái nhà ở. Nhưng mà không ngờ chồng của em ấy tới năm 2019 thì bọn em thường trú trên Hà Giang, xong bọn em vẫn ở trên Hà Giang để chồng em cắt khẩu về dưới Vĩnh Phúc ở xã Hướng Đạo ấy anh. Thế là chồng em lại xin được cái giấy độc thân của xã Hướng Đạo, là phó chủ tịch xã lại ký cho chồng em cái giấy là chưa kết hôn với ai lần nào. Tóm lại là nên bây giờ ông lấy vợ rồi mà lại lấy có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Vâng, mà mặc dù là chưa có ly dị. Chưa ly dị. Thôi cái này thì liên quan đến về pháp luật, chắc là có cái trục trặc gì đó hoặc là có những cái lỗi sơ suất nào đó ở vấn đề đó. Thế thì tuy nhiên thì lúc này mình mong muốn điều gì? Đâm đơn kiện rằng là tôi chưa ly hôn sao anh đã lấy vợ, hay là về đòi rằng là mình cũng phải có đất có nhà, hay là làm gì?
Em thì bây giờ em khiếu nại mấy mấy tháng mà người ta cứ bảo là người ta cấp cho chồng em đúng, thì em bảo các anh phải cấp cho anh phải xác minh. Bây giờ các anh làm như này đẩy mẹ con em ra đường lại còn cả cháu trước thế này á, nó khổ. À, thì là người ta cứ bảo người ta cấp đúng anh ạ. Mà bây giờ bọn em nó bị mất phương hướng, bối rối chẳng biết làm nào, thì nhờ anh tư vấn giúp ạ. Cái tư vấn việc đầu tiên là em phải xác định xem mình theo kiện đến cùng để mình được hưởng quyền lợi đất cát của cái nhà đấy hay là cái gì mình để mà đòi quay trở lại với ông chồng ấy để mà được mình vì bây giờ đang sống với ông bà nội cho mẩu đất đúng không? Thế và ông ấy lấy vợ, mình muốn là bật cái cô vợ kia ra xong mình quay trở lại xong rồi để ba mẹ con sau này có thể chịu nghiến răng để cho ông ấy hành hạ rồi cuối cùng sau này có tí đất đúng không? Mới đầu em định như thế anh ạ, nhưng mà chồng em thì xã người ta gọi về nó bất nhân quá, tuyên bố bảo là không cho một mét kể cả, không cho một tí nào, đâm ra bọn em nó cũng bị tranh vênh chẳng biết làm như nào bây giờ nữa, chẳng biết nên ly dị hay là nên khiếu kiện để mà lấy tí đất để ở, mà bây giờ khiếu kiện thì cũng không được. Hai con trai nhà mình hiện nay có công ăn việc làm gì không? Có cháu một ngoan cháu không? Thì khỏe mạnh không? Nó đi chạy chạy gờ giáp anh ạ, vẫn khỏe mạnh bình thường thì chạy rồi, gờ giáp với rồi. Cháu nhà em thì con dâu em thì sẽ trông cháu, cháu nó bệnh không đi làm được ạ. Này nói thật ý còn mà. Một đứa thì đi làm thuê trong tiệm nguyên vật liệu chở xi măng mấy sỏi đá các thứ đó. Hai thằng con trai lớn như thế đã có vợ rồi mà bố nó còn dứt áo ra đi, còn cắt đứt mọi thứ, không liên lạc, không quan tâm gì đến con thì mình còn thiết gì cái người đàn ông như thế nữa. Một trong những điều quan trọng nhất đó là cái tình cảm cha con. Vợ chồng có thể xích mích, vợ chồng có thể ghét nhau, vợ chồng có thể ly hôn, nhưng mà con không được bỏ. Thế mà đây ông trốn về quê để chạy trọt, để ông lại lấy một vợ khác mà chả để ý gì đến hai thằng con. Thì tôi thấy rằng là cố đấm ăn xôi làm gì với một người như thế. Mình phải thấy may mắn là hiện nay ba mẹ con đều ơn trời khỏe mạnh, đúng không? Các cháu chạy Grab hay là gì cũng được, nó làm lương thiện, nó ăn, thậm chí nó đi công ty, nó làm lương tháng 7-8 triệu, người ta cũng vẫn sống được, mình cũng sống được. Các cháu lại còn có vợ rồi, mặc dù hoàn cảnh khó khăn thế, nó vẫn tìm được cô gái yêu thương nó. Đấy là những cái tài sản vô giá, mình đừng có cố về theo kiện rồi là lao vào rồi bị nó coi thường rồi chẳng biết có được mẩu đất nào không, đất hay cát thì làm cái gì, đúng không? Các cháu nó bây giờ đầy người, nhà tôi vợ chồng đi làm cán bộ nhà nước đang ở nhà thuê ấy mà, đã mua được nhà đâu, cũng chả sao cả nhá. Cơ bản là trời cho sức khỏe mình làm mình ăn, chứ mà cứ chạy lên chạy xuống từ Hà Giang về Vĩnh Phúc xong rồi chiến đấu, cuối cùng chiến đấu để làm gì, để mà mong muốn rằng hiện nay ông đang có cái cuộc sống nhà ông, tất nhiên là có cái uẩn khúc gì về mặt và pháp luật ở đây, cái đấy thì tôi không có đi nói sâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình dừng lại đi, mình nói với các con ấy, quan trọng nhất là bố con ruột thịt máu mủ như thế mà chẳng quan tâm đến các con thì thôi, ở đời là bây giờ đấy chỉ còn có mẹ thương các con chịu khó mà bảo nhau mà làm mà ăn, vợ chồng thương yêu nhau rồi nhiều người đang làm từ hai bàn tay trắng người ta lên, cứ ở nhà thuê nhà trọ, thế rồi mình cứ sống hết lòng vì con, vì vui với các cháu, mai kia các cháu nó thương mình thì mình có cái nơi nương tựa, chứ còn thì tiếc gì cái người mà thiếu nghĩa thiếu tình ấy, sống thì đã không có mẫu mực, đã chịu chè cờ bạc, đã thế lại còn lén về quê lấy vợ khác xong rồi bây giờ lại thì có một cuộc sống mới, anh ấy cũng năm mươi mấy tuổi đầu rồi, bây giờ mới bắt đầu lại từ đầu, anh ấy cũng khổ đấy. Thật ra cũng không sung sướng, thì nếu anh mà là người tử tế biết nghĩ thì bây giờ là ngồi đấy, một người đàn ông vợ có, hai thằng con trai to vật vã ra, lại con dâu lại sắp lên chức ông nội, trời ơi thì đẹp biết bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng tự anh ấy đã phá vỡ đi tất cả những cái gì mà anh ấy có, thì bây giờ mà lấy vợ xong bắt đầu mà mai kia bắt đầu với vợ mới đẻ con oe oe, mà ông 55 tuổi bắt đầu mới ngồi giặt tã cho con mới thấy nó sung sướng, đúng không? Vâng. Ừ. Thôi nhìn mình nhìn về khép lại một trang đời nó không tươi sáng lắm, nhưng mà để lại cho mình một kết quả là hai thằng con ngoan. Rất nhiều trường hợp gia đình mà bố mẹ mà bất hòa là con cũng hư hỏng, nhưng mà may thế đây thôi, do mẹ là phúc đức tại mẫu, mẹ mẹ giáo dục được các con nó ngoan nhá, tốt rồi. Mà em tức cái này, tức thì làm tức gì là lúc nó đi chạy hai lần em ở nhà em làm nhà làm cửa em chạy em lo cho gần chết. Cuối cùng nó về nó vẫn cứ tay trắng làm
đẩy mẹ con em ra đường, thậm chí là nhà của em đang làm bây giờ nó còn không cho về. Cái nhà trên Hà Giang ấy hả? Ở dưới Vĩnh Phúc ấy, anh ạ, bao nhiêu là công lao vì bố mẹ cho đất. Xong em nghĩ là làm xong cái sổ thì em không nghĩ là chồng của em lại đem vứt cái giấy đăng ký kết hôn đi. Xong bây giờ nó cứ cãi bảo là không đăng ký kết hôn. Mà có bao nhiêu người hai mươi mấy năm nay còn vẫn không chịu nhận. Rồi nếu thế thì mình trở lại xã đi nhá. Mình ở xã, ở ủy ban xã hay là nhà mình ở phường hay xã nhỉ? Em ở xã Hướng Đạo đây anh. Rồi, xã chắc chắn có cán bộ gọi là cán bộ tư pháp, mình cứ gọi thế đi, cán bộ tư pháp là người ta làm những cái vấn đề liên quan đến đăng ký kết hôn rồi tách khẩu rồi quản lý nhân sự, quản lý con người, làm các cái mặt tư pháp ở xã. Mình hỏi là trong trường hợp nhà chị như thế, bây giờ có khuất tất ở đâu, chị thì không cần gì nữa, nhưng các con của chị nó cần phải có được cái sự gọi là thừa hưởng thừa kế gì của ông bà nội cho bố thì là bố thì phải, con phải được một chút quyền lợi chẳng hạn, xem có người ta tư vấn như thế nào nhá. Ông bà nội em là cho cả hai vợ chồng chứ không phải cho nguyên chồng em. Cái cho mồm ấy nó khác với cái chuyện là cái thổ đỏ ấy, bây giờ có tên giấy tờ đấy anh, có cả giấy tờ luôn. Mà bây giờ xã người ta cứ bảo là em không có căn cứ, em vẫn có cả sổ mà anh. Sổ ấy, trong cái sổ đỏ có ghi là Nguyễn Văn này và chị Trần Thị kia không? Sổ nhà em là hộ gia đình Nguyễn Văn Ban mở ngoặc bà. Xong là cái hồi đó thì mới đứng có một tên ấy. Thôi thế tóm lại thế này, thế thì mình hỏi lại về tư pháp xã nhá. Cái vấn đề liên quan đến pháp luật thì mời bạn liên hệ với bên xã nhá. Chúng tôi không có chức trách để tư vấn cho bạn việc đòi đất đòi cát như thế. Còn về vấn đề tâm lý tình cảm vợ chồng thì anh Đinh Đoàn đã chia sẻ với bạn rồi nhá. Vâng, em cảm ơn anh với chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo, Tuyên Quang đâu ạ? Vâng, anh chào Thành Đạt ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em hỏi về vấn đề sinh lý đàn ông trên bảng tôi không nghe đây. Rồi, bạn nói cụ thể câu hỏi của mình đi. Em hỏi về vấn đề sinh lý của đàn ông đấy, tức là trên bảng tôi không nghe nữa, vấn đề sinh lý đấy. Rồi, trên bảng tôi không nghe nhưng mà nó cụ thể là như thế nào chứ? Vâng, mình trước thì em đi làm công ty thời gian đấy thì giờ đấy quan hệ thì nó chỉ được tầm vài 3 phút đấy, nó ra lúc đôi lúc mình lúc đầu có lúc này nó lại cương cứng được một lúc xong rồi tự nhiên nó lại chiều xuống ấy, rồi đấy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 39, 40 anh ạ. Thế à, có vợ con gì chưa? Em ba đứa rồi ạ. À, ba đứa. Thế bây giờ là cái hiện tượng mà bạn nói là bây giờ cứ 2-3 phút nó xìu đi thì lâu chưa? Cũng được tầm khoảng 4-5 tháng rồi đấy. Tức là 4-5 tháng nay là có cái biểu hiện là dương vật yếu đi mỗi lần quan hệ tình dục, và nếu mà có quan hệ thì theo bạn là xuất tinh nhanh đúng không? Xuất tinh sớm đúng không? Vâng, xuất tinh nhanh với lại yếu khó cương cứng đấy ạ. Rất là khó đúng không? Rồi. Tức là thời gian tới em bị Covid xong rồi thời gian đấy từ đấy giờ nó yếu, cảm thấy là yếu dần. Thế à? Từ ngày bị Covid thì là yếu hẳn đi đúng không? Thế bây giờ một tuần quan hệ được mấy lần? Quan hệ thì có một tuần cũng được 4-5 lần đấy, nhưng mà vấn đề thời gian quan hệ rất là ngắn, tầm có lúc mới cho vào đã ra rồi. Thế à? Rồi. Vợ có than phiền gì không? Có, vợ than phiền bảo cái này chán cảnh đấy lắm rồi. Thế à? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Ừ, chị chào em. Con lớn hết chưa em? Con em năm nay đầu học lớp 8, chị à, hai em hai đứa trai sau thì học lớp 5 và học lớp 3 này. À thế à? Thế cuộc sống nhà em ổn định không? Cũng đang khó khăn vì mấy năm trước em cũng bệnh tật nhiều quá. Em bị bệnh gì? Mình xuất tinh sớm và lại có cương cứng đấy chị ạ. Ừ, bệnh gì nữa không? Với lại hay mất ngủ nhiều đấy. Có đêm khuya em chỉ ngủ được 1-2 tiếng, em dùng rất khá nhiều loại thuốc nhưng mà nó cũng chả hiệu quả đấy. Ừ, em có nói là em còn bị Covid nữa đúng không? Trước có với em còn bị Covid, thời gian đấy thì em bị Covid rồi, xong thời gian xong xuống rồi nó lại yếu dần từ đấy đi. Thế à? Covid năm nào? Năm 2020 hay năm 2020 hay 2021? 21 chị ạ, 2021. À thế à, nhưng mà Covid ở đấy em chỉ điều trị ở nhà thôi chứ gì, chứ có phải đi viện không? Vâng, em chỉ điều trị ở nhà thôi, em cũng tiêm 4 mũi thôi mà, nó chỉ bị đấy thôi. À, chỉ bị ở nhà nhẹ xong điều trị triệu chứng rồi 7-10 ngày là nó hết thôi đúng không? Tuy nhiên thì sau cái hậu Covid thì mình có vẻ là nó cũng không được hồi phục lại như trước nhỉ? Vâng, đúng rồi. Em có nói là chị nghe em nói chuyện với anh Văn thì chị thấy có vẻ là vừa có xuất tinh sớm vừa có cả rối loạn cương dương đúng không?
Vâng. Thế nhưng mà sao lại cứ nó như thế mà không đi khám xét ở đâu à? Em chỉ ra mấy cái chỗ tiền thuốc để bác sĩ hỏi qua xong rồi mình lấy thuốc đấy thôi. Thuốc để chạm các thứ thì uống tới chuyện cùng mấy thuốc cơ và hỗ trợ thế thôi. Xong bắt đầu là về nhà lại càng nghĩ như thế là mình phải thử để xem là nó như thế nào. Thế là cứ ép cơ thể của mình một tuần quan hệ tới 3, 4, thậm chí là 5 lần để xem tình trạng nó như thế nào, nó có cải thiện không, rồi uống thuốc nó có tác dụng gì không, đúng không? Và nó thành một cái vòng luẩn quẩn. Mình càng lo lắng thì tình trạng nó lại càng không được cải thiện. Nó làm cho cuộc sống của em rất là bức bách và nó ảnh hưởng cả đến gia đình, rồi cả vợ, cả con, đúng không? Vâng, đúng rồi. Em bị như thế cũng đấy, quanh đi quẩn lại cũng gần nửa năm nay rồi nhỉ? Đấy, cho nên chị cũng rất là thông cảm với em, bởi vì là 40 tuổi nó đang ở đáng lẽ ở giai đoạn rất là sung sức, thế và bây giờ thì mình lại bị như thế này. Vợ thì đã nói ra rồi chứ không phải là không nói ra, đúng không? Có rất nhiều lần rồi. Nhiều điều đe dọa. Em phải đi khám thôi. Thế thì mình đi cho mấy bên mình đi khám chỗ nào uy tín, và dùng vài thuốc nào nó bây giờ hiệu quả nhất. Đúng rồi. Xuất tinh sớm rồi rối loạn cương dương, nó là những cái bệnh lý về nam khoa, và đấy chỉ là hai triệu chứng thôi. Thế còn lại cái quan trọng nhất là người ta phải tìm được nguyên nhân vì sao mà bạn bị rối loạn cương dương, hoặc là nguyên nhân vì sao mà bạn bị xuất tinh sớm. Và muốn tìm được cái điều đấy thì em phải đi khám ở chuyên khoa nam học, người ta mới có đủ các cái phương tiện cũng như là các cái điều kiện để người ta tìm nguyên nhân vì sao em bị như thế. Và khi tìm được nguyên nhân rồi thì em mới điều trị được. Tình trạng của em như vậy là để đến dài thì cũng không phải là dài lắm, nhưng mà tức là muộn thì chưa phải là muộn lắm, nhưng không còn là sớm nữa. Và nếu như thế này mà không đi điều trị, không đi khám xét gì, thì chị nghĩ là cái tiến triển của nó sẽ ngày càng xấu đi thôi. Kết hợp với lại em bị mất ngủ nữa, tức là nó rất nhiều cái. Khi người riêng cái rối loạn về giấc ngủ của mình, nó cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nói chung rồi, và trong đấy có cả sức khỏe về tình dục. Em đang ở Tuyên Quang à, hơi xa một tí, thì em xuống dưới Hà Nội nhé. Em có thể đến bệnh viện Việt Đức có khoa nam học và hiếm muộn, đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng có khoa nam học và hiếm muộn, có thể đến bệnh viện 108, bệnh viện 103, bệnh viện Bưu điện. Đấy là những cái bệnh viện công mà người ta có cái khoa nam học và hiếm muộn, cũng có rất nhiều kinh nghiệm, cũng như là đủ các cái phương tiện, điều kiện để người ta khám rồi người ta chẩn đoán cho em. Và chỉ khi như thế thì mình mới có thể tìm được nguyên nhân vì sao để điều trị được cho em thôi. Chứ còn em đi ra hiệu thuốc hay là em nghe ai mách bảo vân vân thì nó chỉ là, có thể chỉ là hỗ trợ về triệu chứng thôi, những cải thiện cho em ngay tức thì. Và cái đấy nó không phải là điều trị nguyên nhân, cho nên nó không thể bền vững được nhá. Và đôi khi có một số thuốc nếu điều trị không đúng thì nó lại còn có hại cho em nữa, chứ không phải là có lợi. Vì thế mình phải bằng tay trước, xong rồi nó mới cương cứng lên được cơ gì ạ. Bây giờ còn cái đấy, thế bình thường nó lên thì không bao giờ lên, thì nó học kiểu đấy. Đúng rồi, kiểu lắm. Mình cũng có cả cái rối loạn cương dương nữa, thậm chí có lúc là đang cương lên rồi mình chưa làm được cái gì thì nó lại xìu đi mất rồi, tức là nó không như mình mong muốn, đúng không? Hoặc là mình rất muốn cương lên nhưng mà nó lại cũng không cương được như mình như là mình cảm giác là như em nói, tức là trên bảo dưới không nghe, tức là nó không theo được cái ý thức của mình nữa, thì người ta gọi đấy là rối loạn cương dương nhé. Thế thì cố gắng bố trí ăn Tết xong rồi thì đi khám sớm đi, thì nó hy vọng là nó sẽ ổn cho nhà em nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ từ trước. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Hy vọng là cái tình trạng của bạn sẽ khá khẩm hơn. Thế nhưng mà vì việc mà quan hệ cố gắng 4, 5 đến 6 lần trong một tuần thì tần suất cũng hơi bị nhiều. Và quan hệ nhiều như thế nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của mỗi lần. Rút kinh nghiệm nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, Đắk Lắk đâu ạ? Dạ, em nghe. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em kết hôn đến giờ là 7 năm. Vâng. Em có hai cháu ạ. Cháu đầu là 2016, nay 6 tuổi, và cháu thứ hai là 2021, 18 tháng. Hai vợ chồng em thì yêu nhau là 9 năm trời mới cưới ạ. Tức là quen nhau khi mình đang học lớp 11. Rồi. Khi em mang bầu được 3 tháng thì chồng em có người mới.
Và nói chung em cũng không biết được, cho đến khi em sinh thì cái dự cảm của người phụ nữ thì thấy chồng thay đổi rồi. Chồng em thì không có đánh đập em, nhưng mà tức là các cái mọi thứ như là quan tâm rồi nó không được như xưa, thì em cứ nghĩ là mình cho nằm sinh nằm đẻ cứ sinh ra như vậy. Chồng cũng công việc bận rộn rồi. Mà sau này mình thấy nó khác, tại vì thấy chồng là không đòi hỏi về cái vấn đề khi mà em xong cử đẻ, không đòi hỏi về vấn đề sinh lý. Nếu mà em có khơi gợi thì cũng là chỉ một lý do nào đó, ví dụ là anh mệt và không muốn vợ nghỉ ngơi cho khỏe. Sau này em tìm hiểu sâu thêm thì mới biết là anh có người bên ngoài rồi. Thì lúc đó em chọn cách là em không làm ùm toáng lên, lúc đó con em mới 3 tháng thì em cũng sợ là mình sẽ xảy vào stress. Em chọn cách là đóng cửa cài then, hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Rồi. Nói rằng nếu mà anh có người bên ngoài ấy, thì nếu mà còn trân trọng gia đình thì anh dừng lại trước khi nó quá muộn. Rồi. Mọi thứ nó bung bét ra. Tức là hai vợ chồng em thì cũng là người buôn bán kinh doanh, nó cũng có tiếng, có tâm. Nên em mới nói chồng em là dừng lại trước khi mất tất cả. Rồi. Chồng em cứ chối là không có. Khi mà con em 12 tháng thì lúc đó em chắc ăn rồi. Em quyết định lúc đấy là 14 tháng là em cai sữa cho con. Thì em quyết định là em bung bét mọi chuyện. Em đi vô nhà đó, em gặp. Rồi chồng em với người đó thì không thừa nhận. Nhưng mà sau này một vài lần nữa em gặp thì hai người cũng chỉ nói là qua lại. Ví dụ như người ta là gái bán hoa thôi. Chồng em là nhu cầu thôi. Nhưng mà sau này thì em phát hiện nó nhiều hơn thế nữa. Tức là mối quan tâm rồi sắm sửa đồ đạc chồng em sắm cho họ rồi. Sau này thì chồng em cũng thừa nhận là chồng em có tình cảm với họ. Rồi. Nhưng mà chồng em nói là chồng em không có ghét bỏ rồi. Em. Thì rồi. Em nói là nếu mà bây giờ anh chọn đi. Một là anh đi theo người ta thì em chấp nhận buông bỏ. Vì ví dụ như là anh không có tình cảm với em nữa, có gia đình nữa, em giữ thì cũng không được. Nên anh đi thì cũng được, anh cứ đi. Không cần ở lại thì chồng em không chịu. Rồi. Nhưng mà khi mà hai vợ chồng cãi nhau đỉnh điểm lên á, ví dụ lúc mà trong nóng giận thì anh nói em là viết đơn đi. Viết đơn đi, ly hôn. Nên bây giờ em bị vướng trong cái kẹt, trong cái tình trạng là bỏ hay là giữ. Thì hôm bữa trong cái lúc mà em không đủ tỉnh táo thì em có tìm đến chuyên gia là bác ạ. Rồi, thế bây giờ tóm lại là đã đe là người ta bỏ đi, thế xong đến lúc cáu quá thì anh ta bảo bỏ, thế bỏ thật đúng không? Dạ đúng. Thì rồi. Bây giờ là anh ta là đợi bạn là xem là viết đơn chưa thì để ký vào ly hôn cho xong đúng không? Dạ đúng. Và rồi. Bây giờ thì mình suy nghĩ lại là cảm thấy là như thế thì mất hết đúng không? Mất dạ, đúng cả chồng lẫn gia đình đến con cái. Anh ta thì mong muốn là không muốn bỏ, mới đầu thì không muốn bỏ bạn đúng không? Bởi vì là dạ, hình vâng. như anh ta có mong muốn là lấy hai vợ thì phải. Hơi dạ, tham đúng không? Rồi, tức là chồng em thì không phải là em bảo nếu mà anh muốn lấy hai vợ không thì em nói bà nội cưới vợ cho anh thì anh không nói gì hết. Ừ. Nói là nó chỉ là cái tình cảm vương vấn bên ngoài thôi, không có. Thì anh cũng nói em là cho anh thời gian để kết thúc được không, thì em nói thời gian là bao lâu. Rồi. Nó là không biết. Thế được. Hai vợ chồng năm nay bao nhiêu tuổi? Em nay mới hơn 30 thôi ạ. Rồi. Chồng em 33, 34, em 32, 33. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi xin chào. Vâng ạ. Cháu cũng nghe bác nhiều, mấy năm nay cháu cũng nghe nhiều. Thế hả? Bây giờ thì là con 18 tháng rồi đúng không? Mình vẫn dạ, kinh doanh tại nhà, kinh dạ, doanh tại nhà mình doanh. Luôn. Dạ vâng ạ. Và ông chồng cũng kinh doanh cùng với mình hay là kinh doanh cái khác? Hai vợ chồng cùng nghề nhưng mà cháu thì ở nhà quán xuyến, còn chồng cháu thì đi ra bên ngoài, tức là lo công việc rồi khách khứa tiếp khách rồi nói chung mọi nguồn thu bên ngoài về hút về để cháu bán hàng. Cháu bán bên cái phần gọi là xây dựng. Vật liệu xây dựng ấy hả? Dạ đúng rồi. Ok, mình ở nhà là trông coi xi măng sắt thép gạch. Ông ấy đi ra ngoài, ông ấy vợt khách, đôi khi uống rượu với lại mấy anh chủ công trình. Thế xong bảo về nhà tôi, ok, sẵn sàng gạch đây. Dạ, mấy vạn ạ. Cũng có, bao nhiêu vạn cũng có đúng không? Dạ, rồi. Ăn nhậu nhiều lắm ạ. Tốt, rất là tốt. Việc đầu tiên thì phải khẳng định thế này này. Yeah. Những cái trường hợp mà người chồng lầm đường lạc lối rồi đi quan hệ ở bên ngoài, rơi vào những cái tình huống là vợ mang thai chửa đẻ và thời gian nuôi con nhỏ cho con bú là nó xảy ra khá phổ biến. Không phải mình, yeah. mình chồng cháu hư đâu. Mà yeah. tất nhiên không 100% hư nhưng mà cái tỷ lệ hư nó cũng cao. Yeah. Ừ. Bởi vì thật ra nó là đói ăn vụng túng làm liều, vợ chồng đang bình thường là tuần đi lại với nhau đôi ba lần đúng không? Yeah. Thế thì mình lại có thai bụng cành càng lên, sau đấy lại sinh con, đâm ra cũng phải gìn giữ. Không những là gìn giữ mà lại còn nhìn thấy là trong cái hoàn cảnh như là người vợ thì bụng mang dại chửa rồi lại vừa mới sinh con thì bé này, rồi đầu bù tóc rối, rồi nhiều khi bận rộn như thế cho nó cũng mất cái cảm xúc. Yeah. Mà anh ấy là cái người mà hay long quăng ở bên ngoài, là cái người kinh doanh giao dịch ăn nói được mà đặc biệt cũng có tiền. Thế thì yeah. thì có lẽ lúc ban đầu chỉ tìm đến một bạn để giải tỏa.
nhu cầu như là anh ấy đã thú nhận là như thế. Thế nhưng mà rồi cái gì cũng thế thôi, miếng ngon thì ăn nó lại cứ thấy cứ ngon mãi, thành ra lại ăn thêm. Thế rồi cứ và những cái người ở bên ngoài á thì họ không có cảm xúc tình cảm như vợ chồng, người ta không có nghĩa vụ, cho nên là người ta chỉ vì tiền thôi, cho nên chắc chắn là người vì tiền và vì quà, vì vật chất, cho nên là họ ấy phục vụ nó tận tình chu đáo, vì khách hàng là thượng đế mà, họ chả có từ bất cứ một cái gì để người ta làm, miễn là người kia hạnh phúc sung sướng há mồm ra lần sau để đến để mà lại tiếp tục nữa. Thế thì chắc chắn là những người mà những người mà đàn ông còn trẻ mà so sánh với vợ mình thì thấy rằng cái cô ấy sao mà cô ấy giỏi, cô ấy khéo, cô ấy yêu mình, cô ấy hết lòng, trời ơi chưa đến là cô ấy lao ra cô ấy làm quật cường quật khởi, khác hẳn với vợ đúng không? Tóm lại chẩn đoán là anh chồng này là chỉ tham thôi, không phải muốn lấy hai vợ, mà vợ vẫn là vợ mà có thêm bồ đó. Chứ còn lấy hai vợ thì mà giả người là tốn kém chết. Đấy. Thế cho nên là với cứ kiên trì kiên quyết và cái tâm lý mà vẫn muốn có vợ có gia đình không bị bung bét mà vợ lại tha thứ lỗi lầm cho mình, rồi thỉnh thoảng mình vẫn lại có đi tòm tem ở bên ngoài, thì nó lại là cái tâm lý của cũng khá nhiều người che chở. Thế thì tất nhiên là buồn rồi, không ai, bởi vì bản chất của tình yêu, bản chất của tình vợ chồng đó là độc chiếm. Thừa thì không ăn được thì cũng để đấy, chứ không có chia sẻ cho ai, không có, gọi là độc chiếm mà. Thế cho nên là mình biết rằng ông lại còn đi ra với người này người đó kia thì đau rồi, buồn rồi. Thế nhưng vì cái đau, vì cái buồn ấy mà mình làm bung bùng bét, mình gây sự, mình bảo rằng là chia tay, thì thật ra thì đúng là mình chưa, gọi là giặc nó chưa phá nhà, mình tự mình phá nhà mình trước, đúng không? Cô kia cô chưa đến, cô chưa lôi chồng mình đi, chẳng qua là cái thỉnh thoảng chồng mình nhớ mình, chồng mình mò đến chỗ cô ấy thế thôi. Thế mà ở nhà thì vợ chồng đã lục đục rồi, trong lúc nọ kia. Cái cơ bản nhất hiện nay là mình ngồi ở nhà ôm con nhỏ, mình cũng không có quá nhiều cái công việc chạy đây chạy đó để nó thư thái giải tỏa, cho nên là mình cứ ngồi mình nhâm mình nhi, mình nghĩ rằng phản bội, nhưng mà trong lúc vợ thế nọ thế kia mà bụng mang dạ chửa rồi nuôi con nhỏ vất vả như thế, thế mà chồng lại đang tâm nỡ thế này thế khác. Nói chuyện tử tế đi, đừng, con còn rất là nhỏ, chắc là mình vẫn còn yêu chồng đúng không? Thứ hai nữa là ông cũng không phải là chán vợ đâu. Nhớ rằng là đừng có ai tin rằng là nếu mà anh ấy yêu vợ thì chắc chắn anh đã không đi với gái. Việc đi với gái là đi với gái, còn việc yêu vợ là yêu vợ, chứ cũng không có nghĩa rằng là nếu mà đã đi chót đi quan hệ ở ngoài nghĩa là không còn yêu vợ nhá. Thôi chỉ có là đây là người ăn vụng, ăn trộm, mà ăn vụng thì phải bị trừng phạt. Ví dụ như đứa trẻ con mà nó, mình đang làm bánh mà nó đi ngang qua nó bốc trộm một miếng thì thôi, thì lấy cái đũa đập vào tay cho nó để cảnh cáo nhắc nhở là đừng có thế, lần sau rút kinh nghiệm, lúc nào có ta cho ăn chứ đừng ăn vụng. Ví dụ thế. Bác ơi, mà tức là cái chuyện này nó xảy ra từ tháng 7 âm lịch, khi mà nó cứ nhùng đi nhùng lại thì cái người mà quen với chồng con á, tức là nó cũng ở gần đây, thế là cứ suốt ngày nhắn tin, rồi gọi điện cho con, rồi ví dụ chồng con mà qua tìm cái là đều nhắn tin cho con là chồng mày lại qua tìm tao, rồi nói chung là công kích con. Tức là thời gian bây giờ là con điều trị trầm cảm mà con hết trầm cảm rồi, nhưng cái thời gian mà lúc trước khi mà con trải qua tháng 7 âm lịch đến tháng 9 âm lịch thì con bị trầm cảm nhẹ, con đi khám thì bị trầm cảm nhẹ, thì lúc đấy là chồng con thấy con rơi vào bệnh rồi thì chồng con mới thú nhận với con là anh cố gắng buông bỏ nhưng mà nó không buông bỏ được, nó nằm ở trong người, cái tình cảm không thể nói được. Bây giờ anh nói với em là anh hết thương người ta rồi, anh không còn nhớ đến người ta thì anh lừa dối vợ. Mà rồi anh, chứ hiểu rồi, vẫn còn có tí nhớ nhớ, bởi vì không phải nhớ cái đạo đức hay tâm hồn của người đó mà nhớ cái cảm xúc mà cái người đó mang lại cho mình. Cũng giống như là người ta đi ăn hủ tiếu nó thấy nó ngon miệng mà trời ơi cứ nghĩ đến là đã chảy nước miếng, mà bởi vì thật ra hủ tiếu nó ngon, ví dụ như vậy, chứ không phải là yêu cái cô kia vì tâm hồn cao thượng rồi đây là một người phụ nữ đoan trang công dung ngôn hạnh, không có, đúng không? Thì con cũng có hỏi chồng con là nếu mà bây giờ từ bỏ vợ con thì anh có cưới họ làm vợ không, thì chồng con lắc đầu là không. Thế đấy, đã bảo cái gì, cô kia có giá trị sử dụng thôi, giá trị sử dụng trước mắt thôi nhá, chứ không có giá trị tài sản hay là giá trị thiêng liêng thờ phụng như là vợ. Vợ là để kính trọng, để yêu thương, để tôn thờ, còn cái kia là dùng mà không dùng nữa thì thôi, người ta cũng thừa biết như thế mà nhá. Trường hợp của con thì đừng nên phá,
Đừng phá bỏ. Nếu mà chỉ vì người chồng có cái lỗi lầm đi gái gú bên ngoài trong những cái trường hợp rất là đặc biệt là vợ mang thai chưa đẻ mà mình bỏ mà, thì chắc là rồi những cái tỷ lệ bỏ nhau cũng còn tăng nữa nhiều lắm ấy. Thôi có lỗi thì sẽ khắc phục lỗi. Ân hận đấy. Sau này mình sẽ ân hận này. Đúng rồi. Khi mà quyết định bỏ nên cháu mới tìm liên pháp. Đừng bỏ. Yeah. Thế còn như anh ấy nói cũng đúng đấy. Bởi vì nó chỉ có giá trị sử dụng mà 5 lần 7 lượt rồi sau là nó cũng mệt, nó cũng chán. Và đặc biệt là mình không mắc bẫy của cô kia. Cô ấy đang muốn đục nước béo cò, cô gọi điện, cô chọc ngoáy để cho gia đình mình, làm cho mình ghen tuông, mình gây sự với chồng mình. Thế là một bên kia thì cô ấy lôi anh ấy về phía cô ấy. Còn mình thì muốn đẩy chồng mình ra. Đừng có mắc bẫy. Cái người tình là người thứ ba, gọi là con giáp. Bởi vì một cái người ta ăn vụng không ai lại đi gọi là chị ơi chồng chị đang ngủ với tôi đây này, hay chồng chị sang chỗ tôi đây này. Mục đích là chỉ là làm cho mình đau đớn và khuấy động cho cái không khí gia đình của mình nó bất ổn để người ta được lợi dụng chồng mình. Thế thì mình không, này, chồng chị ngủ với ai không quan trọng nhá. Chồng chị, chị ăn thừa, chị cho em miếng đấy. Ví dụ thế. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ. Hy vọng là sẽ tìm được tiếng nói chung giữa hai vợ chồng và giữ gìn gia đình hạnh phúc nhé. Xin chào bạn. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Đây vợ xong. Thì đứa đầu bao nhiêu tuổi rồi? Em hôm nay mới 4 năm à. 4 năm mà 4 đứa. Thế là con lớn là lấy vợ lấy chồng chưa? Chưa anh ạ. Thế à, chưa lên chức ông à? Chưa. Rồi, thế là đứa út được bao nhiêu và đứa lớn được bao nhiêu tuổi? Đứa lớn em năm nay là 21 à? À, 21, thế là đứa út. Đứa út 7 tuổi à? À, thế à. Rồi, đang vấn đề thì cần phải chương trình cửa sổ tình yêu tư vấn. Đang mài dao à? Không, thì nó cứ liếc đây. Nhà em đang mài dao ấy. Rồi ôi, nói chuyện với cửa sổ tình yêu mày mài dao đi, định cắt cửa sổ tình yêu ra làm đôi à? Nhà em bây giờ muốn cháu mà nhà em cứ muốn là để thêm một cô nữa. Thế nhà đấy, em đấy. Nhà em 4 cháu thì là trai gái đủ chưa? Chưa. Thế là 4 đứa con gái à? Vâng ạ. Cả 4 đứa con gái hả? Vâng ạ. Thế bây giờ để muốn vợ là muốn đẻ thêm một đứa thứ 5 là con gái nữa? Không, để thêm là kiếm được thằng cu. Thế vừa nói mà để thêm con gái nữa gì đấy. Vâng, muốn đẻ thêm là kiếm với cháu trai nữa, nhưng mà em không đẻ nữa. Ôi. Em không biết là muốn là chuyên gia tư vấn cho em và làm nào cho vợ hiểu. Thế à? Thế nhỡ đứa thứ 5 mà lại cũng ra hiểm nữa thì sao? Thế thì em mới bảo không đẻ nữa, mẹ giờ là sắp lên nội nơi rồi. Tôi đang nghe. Cứ muốn đẻ. Tôi đang nghe cạnh bạn là tiếng dao đấy. Đâm ra là vợ nói gì là nên nghe chút, không bài mài xong dao là xong đấy. Vâng. Nhưng mà là em bây giờ vừa là sinh lý nó kém nữa. Sinh lý kém. Là con cái lớn rồi. Thế bây giờ nó thành sợi bún chưa? Đừng mài dao nữa. Bảo là anh Thành Văn anh cơ, bảo là bà định cắt của tôi à đấy này. Vâng. Rồi, bảo là đi hoặc là đi ra chỗ khác đi. Những cái âm thanh như thế nó sẽ không tốt cho chương trình của chúng tôi nhá. Vâng. Thôi em, đừng mài dao nữa. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng. Tôi nghe câu chuyện của bạn, đúng là vì nó lẫn tiếng mài dao cho nên là lúc thì tôi nghe bạn có 4 con gái, lúc thì bạn lại bảo là bạn sắp là ông nội. Thế thì thực ra là mà có 4 cháu gái rồi, nhưng mà nhà em cứ muốn là đẻ thêm một cháu trai nữa, nhưng mà em không nghe. Muốn đẻ nữa thì muốn bác sĩ tư vấn bên cửa sổ, hỏi cửa sổ bên tình yêu đấy, tư vấn mà muốn nói nào cho vợ hiểu và không ấy nữa đấy. Vợ bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vợ phải đó, hôm nay là 83. Vợ bạn sinh năm 83 hay là vợ bạn 33 tuổi? 33 tuổi à? 33 tuổi á? Vợ còn 21. Thế mà con đã 21, thế là thế nào? Vâng, và lấy vợ sớm. Lấy chồng mà. Sớm á? Vâng, dân tộc mà. À thế à? Vâng. Thế hai bạn có nghề nghiệp chính là gì? Vợ thì đi công ty. Xây. À, thế em thì làm gì? Em thợ xây à? À, em thợ xây. Kinh tế có khá không? Kinh tế thì trung bình ạ. Trung bình. Thế bây giờ cả 4 đứa còn đang đi học thì có vất vả không? Vất vả lắm bác sĩ ạ. Vất vả lắm đúng không? Vâng. Nhà cửa đã xây được chưa? Bây giờ đang học dưới Hà Nội. À, nhà cửa đã xây được chưa? Nhà cửa thì xây tạm tạm ạ. Xây tạm tạm thôi đúng không? Vâng.
Thế em, sức khỏe của em thế nào? Sức khỏe em vẫn bình thường, vẫn đi xây chiếc bình thường, vẫn làm được, vẫn lao động tốt. Ban nãy có tâm sự một tí thầm với anh Văn là cũng chuyện kia cũng không được tốt lắm như mong đợi đúng không? Vâng, vâng. Nó là như thế nào? Thì, cái sinh hoạt thì nó cứ nhanh đấy. Nhanh vâng. Tức là như thế nào, được bao nhiêu lâu, thời gian nó được bao nhiêu lâu? Cứ đi nhanh này, về sớm này đi. Được bao nhiêu lâu, được bao nhiêu phút hay là như nào? Được có khoảng 1 phút thôi bác sĩ ạ. À, 1 phút thôi là đã xuất tinh rồi đúng không? Vâng, vâng. Lâu chưa, tình trạng đấy kéo dài lâu chưa? Kéo dài khoảng 1 năm nay rồi. À, 1 năm nay rồi, đúng không? Vâng. Thực ra thì nếu như mà... Thực ra là, bác sĩ ạ, em cũng hỏi chú Định về cái tất cả cái về vấn đề đấy. Em chỉ hỏi về cái vấn đề là... Bác sĩ tư vấn là giờ em đang muốn đẻ thêm một đứa nữa đây. Tại vì là mà... nhà bạn muốn đẻ hay không thì phải phụ thuộc cả vào bạn nữa chứ. Nếu mà bạn mà cái chất lượng cũng như là số lượng tinh trùng của bạn mà nó không tốt thì kể cả vợ bạn muốn thế chứ muốn nữa mà đẻ cũng không đẻ được mà. Đúng không? Nhưng có điều là tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Tức là bây giờ mình đã có 4 đứa con rồi mà nuôi chúng nó ăn học rất là vất vả. 4 đứa con sau này nó trưởng thành mà mình cố gắng đi làm, đầu tư cho nó có học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm. Sau này 4 đứa chính là cái nguồn vui rất là lớn cho bạn. Nó sẽ mang lại rất nhiều tiếng cười, mang lại rất nhiều sự chăm sóc, sự quan tâm mà nhiều gia đình có con trai không làm được điều đấy đâu. Nhá. Chính vì thế mà nhưng mà mình cũng phải thông cảm với vợ, bởi vì là tâm lý thì bao giờ cũng thích có một ông con trai để nối dõi tông đường. Ông con trai, và nhiều người phụ nữ rất muốn có con trai để làm gì, để củng cố cái tâm lý vững, cái vị thế vững vàng của mình. Như kiểu mình có con trai là mình chắc suất rồi, mình không sợ gì cả. Còn nếu mà mình có con gái không thì mình đến một lúc nào đấy mình vẫn sợ là ông chồng mình sẽ đi kiếm ở bên ngoài. Và nhiều người lo như thế, cho nên người ta vẫn muốn là đẻ con trai. Thế thì ban nãy tôi mới hỏi về vấn đề kinh tế của nhà bạn, tức là có rất nhiều thứ khác mà bây giờ mình phải tập trung cho 4 cô con gái này để cho nó ăn học. Công cuộc này còn rất là dài. Cô lớn thì đã xuống đại học được rồi, nhưng mà bạn bé nhất thì mới có 7 tuổi đúng không? Tức là năm nay bạn ấy mới học lớp 2. Thế thì đấy, để cho nối gót được cái cô chị đầu tiên, cô cả ấy, thì nó phải còn là dài. Và đòi hỏi là hai người phải rất là nỗ lực, chúng mình phải cùng nhau để mà lao động, rồi là làm việc để mà cho con nó có cái cuộc sống tốt. Bởi vì sao? Chỉ có đi học thì mới thoát được nghèo. Chỉ có đi học thì nó mới đổi đời được. Hay nói cái khác là nếu nó có đi học được thì cuộc sống của nó mới tốt, và sau này nó mới có điều kiện để nó chăm sóc cũng như là báo hiếu cho bạn. Chính vì thế mình nói với vợ rằng là anh không nặng nề gì cái chuyện có con trai, em không phải suy nghĩ gì cả. Mình có 4 đứa con gái ngoan ngoãn như thế này rồi, bây giờ tập trung lo cho nó, để cho nó có điều kiện cho nó học hành, cho nó trưởng thành, thì sau này mình sẽ vui vẻ nhá. Đưa ra một số gương điển hình, cái kìa nhà ông A cái kìa đấy, con trai thì nghiện hút kìa, con trai thì cờ bạc, con trai thì đánh bố đánh mẹ đấy, rồi nhà ông kia thì ông nọ ông kia, chứ có phải nhà ai có con trai cũng tốt đâu, cũng được nhờ con trai hết đâu, đúng không? Mình có thể và cái quan trọng nhất chính là thái độ của em. Em không nhắc đến chuyện đấy, em không bày tỏ cái sự mong muốn của em, rồi em không làm khó cô ấy, thì tôi tin là cô ấy sẽ hiểu thôi mà. Nhớ. Em đi ra ngoài thì cứ bạn bè cứ hay trêu đấy. Đúng rồi. Khi mà em cứ hay nói. Đúng rồi. Nhiều khi bởi vì cái người quan trọng chính là em ấy. Nếu như em không bị áp lực, em không bị lung lay thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là ổn. Chỉ sợ là chính bản thân em không làm chủ được, và em sẽ bị người ta bảo em là đi xuống mâm dưới ngồi, thế là em về em hục hoặc rồi em bắt vợ phải đẻ thôi. Và như anh Văn đã nói rồi, biết đâu đứa thứ 5 chắc gì đã được con trai. Đúng không? Vâng. Nhá. Vâng. Em cảm ơn bác sĩ nhá. Nghe rõ chưa? Vợ không bài giao nữa nhá. Vâng. Xin chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Em đây anh ơi. Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em hai vợ chồng em thì cũng có 3 đứa con rồi. Bây giờ
Bố em đi làm được tầm khoảng 3 tháng rồi, bây giờ để đi làm công ngoài xong rồi bây giờ một hai về tôi vợ nó cứ bảo muốn ly hôn với vợ chồng đấy, bây giờ em này muốn hai vợ chồng đi làm cùng, vợ nó không cho đi làm cùng này, vẫn hai vợ chồng làm cùng thì vợ nó cu góp giữ tiền cho mình, nhưng mà bây giờ vợ nó cứ đi theo cùng, bây giờ về thì cứ nói chuyện thì mới cho nói chuyện được, là nó chậm rồi ôi nói chậm thì tôi chả hiểu cái gì cả. Vâng, em bảo hai vợ chồng em thì nói từ tốn câu hỏi của mình, bởi vì mình có thể hiểu thì mình nói nhanh, nhưng người khác đang nghe câu chuyện của mình bạn nói nhanh như thế tôi không hiểu gì cả đâu. Vâng, vợ chồng em này có 3 cháu rồi anh ạ. Rồi thì vâng thì vợ nó đi làm xây dựng, em cũng đi làm xây dựng. Rồi em muốn hai vợ chồng em làm cùng, vợ nó không cho đi. Rồi vâng, xong rồi giờ vợ nó cứ làm ngoài thế này, bảo cứ về nói chuyện thì không nói chuyện được. Bây giờ hơn 3 tháng nay, 4 tháng nay rồi thì gọi điện rồi vợ không bao giờ nghe máy, với lại nhắn tin không trả, bao giờ nhắn lại luôn ấy. Cổ thế lại bắt đầu nói nhanh rồi. Vâng, bây giờ vợ cứ đòi ly hôn, bây giờ anh cho em lời khuyên. Vợ đi làm ở đâu? Làm vợ làm ngay dưới cách nhà đi khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ đến nơi ạ. Thế hàng ngày có về nhà không? Cứ tầm khoảng 1 tháng về 1-2 lần thôi. Có chục cây mà 1 tháng về 1 lần. Thế cô ta ở chỗ làm à? Vâng, ở chỗ làm. Thế thuê nhà trọ à? Hay là nhà của công ty? Công trường ấy ạ. Công trường xây dựng à? Tức là ngủ ăn bờ, ngủ bụi, ngủ lán, ngủ lều đúng không? Rồi xong là thấy cứ người ta lai đi lai về em khó chịu lắm. Bây giờ vợ này không muốn cho làm cùng, lại muốn ly hôn này kia, em bực lắm anh ạ. Rồi, thế cô ta lấy lý do làm sao mà ly hôn? Thì bảo em không làm được tiền này kia, xong rồi đấy về cho cô, xong rồi nói này kia, xong rồi cô bực mình. Rồi, trong khi đó cô ta làm công trường như thế thì lại có mấy ông chủ thầu thì rất nhiều tiền, trong đó chồng mình thì cứ ở nhà mà đẻ 3 đứa con thôi. Em cũng đi làm công trường, hai vợ chồng làm cùng mà cô không cho đi, em làm công trường. Rồi, hai công trường khác nhau đúng không? Thế ba đứa con ai nuôi? Ba đứa con thì vẫn ở nhà với bà ngoại, nhà mà gần nhà bà ngoại. Năm nay hai vợ chồng nhiều tuổi chưa? Em năm nay 40, vợ cũng 40. 83, em 83, vợ 82, vợ hơn 1 tuổi. Thế à, vợ sinh không? Cũng được. Cũng được đúng không? Thế, chết rồi, không cho làm cùng công trường nữa chứ. Thế mình thì có to cao đẹp trai không? Em thì đẹp trai nhưng mà không to cao lắm, cũng tầm gần 1m6 thôi, nhưng mà đẹp trai em đẹp trai. Em đẹp trai, nhưng mà chỉ mỗi là hơi ngắn ngắn là có gần 1m6 thôi đúng không? Vâng, lên thợ chính chưa? Đầu cánh anh ạ. Đầu cánh rồi. Ủa, đầu cánh thì cũng phải 800-900 một ngày rồi gì nữa? Cũng được, em làm sofa này, xây dựng này cũng được tầm 400-500 ngày thôi. Thế à, 400-500 cơm nuôi đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em trai, đẹp trai nhưng ngăn ngắn. Này, thôi cứ hỏi thật là sự, bởi vì câu chuyện của em thấy nó cũng có một vài thứ phải hỏi ngay nhé. Em có ở rể không? Có anh ạ, nhà thưa có. Rồi, ba đứa con là ở với ông bà ngoại. Nhà mình chật quá ở rể hay là làm sao? Có nghĩa là em đi làm thì gửi cho bà nhà, hai nhà đối diện nhau, em đều là vẫn nhà riêng, đất riêng đấy thôi. À, thế cái vợ ở rể tưởng là mình chả có gì thì phải nương tựa nhà vợ, là nhà ở gần nhà ngoại, thế còn con thì gửi ông bà ngoại trông. Thứ hai là em cứ bảo rằng là em đòi đi làm cùng với vợ, vợ nó không cho. Thế sao mình cứ phải đòi đi với vợ? Đáng lẽ là mình cũng lớn rồi, mình cũng đẹp trai, mình cũng có tay nghề cao, cũng đầu cánh cánh gì, mình cũng có công trình công trường, mình phải tự tin lên. Cô còn biết là cô đi ngủ ở công trình công trường tháng cô về một vài lần, thế mình thì chịu khó mà làm ăn để cho cô ấy thấy rằng là nếu cô không quan tâm gia đình thì đây cũng không cần nhé, chứ lại cứ đi lẻo nhẻo với cô ấy làm gì. Thế nhưng mà vâng, nhưng mà bây giờ vợ đây lại điện 3-4 tháng điện không nghe, nhắn tin không nghe, với lại còn ngồi xe người ta đi về đấy, đi về chả biết, ngồi xe ông này ông kia đi lại đi về suốt thế. Thì cô ấy không có xe, cô đi nhờ xe còn hơn là có phải đi xe ôm tốn tiền. Kệ cô ấy, đã cho nhau đi công trình con trường quản làm sao được mà em có lắp được motor hay quên đầu dò ở người cô ấy để mà giám sát hay không. Đã người đi công trình công trường, đi công ty công tiếc ấy, một là tin nhau, buông nhau ra để cho người ta làm nó ăn, chứ cần đợi đấy mà nhắn tin với lại theo dõi xem là ngồi sau xe ai thì mệt lắm. Bây giờ tốt nhất ấy, mình là người đàn ông, mình phải khẳng định được cái vị trí của mình. Ở đời người ta bảo đàn ông cần có hai chỗ là có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Có chỗ đứng tức là mình cũng trong xã hội mình cũng là thợ cả, mình cũng kiếm được tiền, mình cũng được anh chị em chỗ làm yêu mến. Và cứng chỗ đó tức là làm tròn nhiệm vụ của người đàn ông. Có cứng chỗ đó không? Có yếu sinh lý gì không? Có. Làm tốt đúng không? Có yếu. Thì đấy, đã không có chỗ đứng lại còn không cứng chỗ đó.
khó cương cứng và xuất sớm. Ừ, có cương một tí xong lại xuất sớm đúng không? Đấy là do mình nhậu nhiều hay là từ trước giờ nó như thế? Không, sau từ lúc em Covid mới bị thế thôi. Thế à, chắc mình đổ cho Covid ấy chứ nhiều người bị Covid mà. Thôi bây giờ thế này, nói thật thế này. Em không thể cứ suốt ngày rình xem vợ đi với ai rồi làm ở đâu rồi là ba đứa con thì để gửi nhà ngoại rồi thả cho vợ đi công trình công trường như thế. Thôi bây giờ này, tuổi này đang tuổi 40 cần phải làm ăn, cần rất là nhiều tiền để có vốn có liếng sau này á, khấm khá lên sửa sang cái nhà rồi ba đứa con ăn học. Vì vậy thì mình cũng đi công trình công trường, nói với vợ là một là em chuyển về làm ở gần hoặc là cố gắng là làm ở đâu đó để đi đi về về. Các con đấy, nó còn vâng, nhỏ. Vâng, các con nó còn nhỏ, rất cần cái bàn tay của vợ. Thế còn thì ví dụ như hiện nay em đang ở Vĩnh Phúc chẳng hạn, em sẽ đi theo công trình vào tận Nghệ An hay là thậm chí đi đâu đó, đàn ông đàn an nó cũng dễ hơn đúng không? À, thế thì phải có một người chốt ở nhà. Vâng, em là thế này anh Đoàn ạ. Có nghĩa là bây giờ em thì là một thân một mình về ở đây, thì em muốn là vợ đi làm cùng, thì là mình có như đến tháng vợ đến tiền của vợ để lấy luôn lương của em. Sao việc gì vì thế? Vâng, còn không bây giờ anh bảo em không biết lĩnh lương hay sao? Em một thân một mình về đây thì không có người tâm sự, thì cũng đi làm về thì cũng thấy vợ con ở đâu, nhiều lúc cũng buồn lắm, nước mắt cứ rơi ra, thế cũng chả làm được cái nỗi việc gì. Rồi ạ, gớm để còn tâm sự với vợ đi làm công trình công trường, lại chồng ở nhà nước mắt rơi thì sốt ruột nữa. Cho nên là mình phải mạnh mẽ, mình đi công trình công trường, quan trọng nhất là đã bảo rồi, mình phải khẳng định được mình là người đàn ông, mình kiếm được tiền, thậm chí mình giao lưu anh em mở rộng, làm sao để người phụ nữ người ta còn lo mất mình ấy chứ. Ôi ôi, lão này lão ấy đẹp trai lắm cơ, mà hai nữa lại mồm mép tép nhảy, mà hai nữa lại có hay uống rượu giao lưu, khéo không lại có bồ có bịch, thấy cả tháng nay không về, lại cả hai tháng nay không thấy, đòi hỏi vợ làm gì. Mình phải để cho người ta lo chứ, mình cứ đi chạy như thế này thì em khổ quá nhá. Đấy, một mặt thì so sánh mấy anh kia, anh ấy có tiền đã thấy anh ấy còn khỏe, chồng mình thì đã bé lại còn xuất sớm, xong rồi lại hơi một tí thì nước mắt rơi, vợ đi vắng thì không có người tâm sự thì đã nước mắt rơi rồi cô đơn. Đời làm gì có ai mà thân cô thế cô về ở rể, cứ làm như là con gái người ta đi làm dâu xứ lạ, người ta còn chẳng đến nỗi thân cô thế cô. Mình là cái thằng con trai. Em khẳng định bản thân, gọi điện cho vợ báo với ông bà ngoại con đi làm ăn xa, để nó với bỏ bè một tí, đi theo công trình nó dài một chút. Thôi thời gian này thì con nhờ ông bà trông các cháu, tiền bạc thì con sẽ gửi về, rồi con báo cho nhà con để thu xếp, sẽ có thể là thường xuyên về hơn hoặc là xin về làm gần. Mình phải quyết. Còn cho anh đi với, cho anh làm cùng chỗ em với, xong nó bảo không được, xong lại nước mắt rơi thì chán lắm. Nhá. Nhớ, em có rất nhiều thứ cần phải khẳng định bản thân, nhưng mà khẳng định hai thứ là có chỗ đứng và cứng chỗ đó nhá. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn nhé. Vâng, cảm ơn các chị. Dạ vâng. Rồi không muốn ngứa mắt, không muốn gì. Mình nhà của mình, vợ chồng mình làm nên, tới trong đó có một phần của mình, tội gì mình rút đi để cho ông ấy, có khi ông lại đưa người khác về cho nó, ông ấy ngủ cho nó đàng hoàng, nó phải phí không? Về nhà ngay, đầu việc là đâu có đó, ở hay không ở, ly hôn hay ly thân, nhưng mà nhà mình ở đã, xảy nhà ra thất nghiệp tội gì, đúng không? Dạ. Rồi, thế rồi các con nó lớn chưa? Mình bỏ đi thế thì nó 40 mới có 40, các cháu sao mà lớn được, thế mình đi sang ngoại chúng nó có đứa nào theo mình. Em lấy chồng nó sớm, 19 em đã lấy chồng rồi. Rồi. Một cháu là năm nay là 16 và một cháu là 20. Cháu 16, cháu 20, thế cái đứa 16 với 20 nó có theo mình đi sang ngoại hay nó ở nhà với bố nó? Một cháu thì là học trên Hà Nội, còn một cháu thì là hiện tại ở nhà. Thế xong rồi, ở nhà với bố mình đi. Thứ nhất mình dạy. Việc đầu tiên là để ông hư ông thích đứa nào thì ông cút khỏi nhà, ông đi khỏi nhà, còn đây là nhà là của mình ở nhà mình giữ cho con, không phải đi đâu cả. Thích ly thân thì đấy thôi, ông đã chả thương yêu gì tôi thì từ nay đi cơm thằng nào thằng ăn, tôi cũng chả cần nữa ở cái tuổi này rồi. ABC gì đó thì cứ tự xem có ai người ta nuôi không, có ai người ta rước ông hay không. Đấy. Thế còn mình thì mình chăm lo cho con, lấy cái chuyện con cái làm niềm vui. Con nó 16 tuổi với lại nó 20 trên Hà Nội, nó học đại học, nó có thể chia sẻ được với mẹ rồi. Mẹ khổ quá, bây giờ các con nghĩ thế nào đấy, bố con như thế và ấy thế nọ. Mình hãy lấy con làm bạn. Hai nữa là ở nhà mình cho an toàn. Thứ ba là mình giữ cái tiền lấy bạc của mình, cơm nước mình. Thế còn mình chăm sóc một người xứng đáng, còn không xứng đáng thì mình kệ. Thế còn thì chả ngủ thì thôi, đúng không?
Thế tội gì mình bỏ đi đâu cả. Việc đầu tiên là quay trở lại nhà mình nhá. Ông không đuổi mình tự đi, bây giờ mình tự về. Nhà tao, tao về, tao chả biết gì tao phải đi đâu, đúng không? Đấy, đấy là một. Cái thứ hai nữa là ông ấy cãi thật ra thì cũng còn là cái tốt đấy. Chứ ông mà lại cứ thú nhận là ừ đấy, tao cặp bồ đấy, mày làm gì được tao thì làm. Có những người đàn ông như thế đấy. Thì nghĩa là ông ấy chả cần gì nữa rồi. Nghĩa là làm tôi cô thích viết đơn thì viết đơn tôi ký ngay, nhưng mà đây cứ quanh co tóm cổ trong nhà nghỉ vẫn bảo chỉ là tình bạn giao lưu, nghĩa là cũng không muốn chọc giận vợ, cũng muốn là không muốn phá cái nhà này, đúng không? Tức là chỉ tham thôi, vợ với nhà với con vẫn còn, nhưng mà lại vẫn muốn có cái cô kia một tí. Đấy. À, ông ấy làm ăn gì không? Dạ có, đi nhận công chủ. Thế à? Thế xong có kiếm được tiền, dạ, nó mang về đóng góp chia sẻ với này, vợ nuôi con không? Cũng có một phần. Ừ, có một phần. Bây giờ thì thật ra thì bản thân mình nghĩ thế nào? Chứ không thể ở nhà ngoại mãi được, mà ly thân thì nó chỉ là cái giải pháp tạm thời để đôi bên lùi ra xa, để nhìn nhận lại mối quan hệ xem là có đáng là vứt đi hẳn hay là từ lại nối lại, chứ còn không phải ly thân là một biện pháp đâu. Đôi khi người ta cãi nhau rất là to, nhưng người ta đang cân nhắc giữa việc là nghiến răng chịu đựng hay là ly hôn. Vậy thì người ta tạm thời ly thân, lùi ra một xa một chút, mỗi thằng ở một nơi, để ngẫm thấy rằng thực ra thì chia tay cũng khổ nhờ. Đúng là cứ ở chung thì ngứa mắt, nhưng mà bây giờ mà xa nhau cũng thấy nó hững hụt, trống vắng. Thế thì rồi người ta sẽ tìm cách người ta về với nhau, chứ không phải là đi về nhà ngoại ở những tuổi của mình bốn mấy này đâu nhá. Vâng. Cái thứ hai nữa là về nói chuyện thẳng đi. Thế tóm lại bây giờ ông muốn gì? Ông có muốn là giữ cái nhà này không? Tôi đến tuổi này rồi thì thật ra thì rồi mấy bữa nữa con nó lấy vợ lấy chồng, tôi cũng theo chúng nó, bế cháu nội cháu ngoại, tuổi tôi cũng thế nọ thế kia. Mình cũng không phải bảo là tôi giải phóng cho ông để ông đi đến với nó, còn thì tôi đi với người khác. Mình cứ luôn luôn nhắc là mình thì thực sự rất là mong muốn rằng là kết hôn một lần và duy trì cuộc sống hơn nữa. Còn anh trả lời bây giờ anh muốn thế nào? Nếu ông ấy nói rằng là anh muốn nhà, anh muốn có em, muốn các con, nhưng mà anh muốn cả cô ấy nữa, thì mình mới biết rằng à, thế vậy là cái cô kia thì nó chỉ là thị phần 20%, còn mình 70%, 80%. Mình tìm cách dần dần để đẩy cô ra, mình lôi ông ta về, đúng không? Được. Thế trong thâm sâu mình muốn thế nào? Kệ hay là... Thâm sâu là thật sự là muốn nào đi kéo, muốn quay về để gia đình đoàn tụ. Thế thì về đi, trước hết mình phải về đã nhé. Muốn níu kéo thì mình phải về đã. Mẹ đi đằng mẹ, con đi đằng con, chồng đi đằng chồng, thì mình phải hâm lại không khí gia đình. Kệ ông không về thì thôi, tối mẹ con nấu xì sụp ăn với nhau, gà rán thơm lừng lên xong rồi làm lẩu, hai mẹ con ngồi ăn, ông về ông thèm, ông mới thấy không khí gia đình nó ấm áp chứ nhá. Về nhưng mà không biết là đối diện cuộc sống nhà thì nó. Thế em sang bên nhà ngoại thì em không phải đối diện à? Nó ở vấn đề ở trong đầu mình, chứ có phải là vấn đề ở mắt đâu mà đối không đối. Sang bên kia nghĩ con ước chứ. Lấy chồng từ lúc 19 bây giờ 40 tuổi, mấy chục năm đi làm dâu, nay lại về làm khổ bố mẹ. Bố mẹ không nói thương mình thôi, chứ nhìn thấy cũng xót xa chứ. Là cô gái 40 mấy tuổi đầu rồi, cuộc sống thế nọ đi kia nhá. Đối diện đi, chẳng có làm sao cả, đời còn dài, không có cơm thì chết, chứ còn thì chưa có ông thì chưa chết ngay được, khắc phục dần dần nhá. Nhưng mà phải quay lại gia đình để hâm nắm cái không khí gia đình đã. Vâng. Nhá. Rồi bạn nghe rõ rồi chứ? Chào bạn nhá. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Vâng, alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây. Vâng, xin chào anh và chuyên gia tâm lý ạ. Vâng. Em đến từ Bắc Ninh, em năm nay 38 tuổi. Kết hôn với vợ em cách đây được 5 năm. Vợ em có thai một sảy và mắc bệnh miễn dịch ấy. Vâng. Vợ em bây giờ ổn định rồi, nhưng mà gần đây vợ em đi khám thì lại phát hiện bị... cường giác, thì vợ em suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bị gọi là rối loạn tư tưởng. Rồi. Nên là cứ đòi ly hôn ấy, nhưng mà em phân vân quá không biết như thế nào. Vợ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vợ em năm nay 30 tuổi ạ. 30 tuổi, chưa có con đúng không? Vâng ạ. Rồi, tức là... Vợ em bị sảy 2 lần ạ. Bị sảy 2 lần và bây giờ khả năng có thai lại là khó đúng không? Với lại càng cường giáp nữa. Đầu tiên thì để lý giải cho bạn cái chuyện sảy thai cũng như là về cái cường tuyến giáp ấy, thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Thế cuộc sống cũng vất vả nhỉ? Vâng, vất vả bác ạ. Kết hôn 5 năm rồi mà chưa có con, mà vợ thì các cái bệnh của vợ thì nó cũng khá là mãn tính, rồi có nhiều bệnh phải điều trị suốt đúng không? Vâng. Em có biết là vợ bị mắc bệnh về hệ thống miễn dịch là bệnh gì không? À, lupus ban đỏ hay là nó là cái gì? Bác sĩ chuẩn đoán bị bệnh sờ tim,
statin ạ. Ừ, tức là một cái bệnh đấy là cũng phải dùng thuốc suốt đời đúng không? Tạm thời thì 2 năm nay thì không phải uống ạ. Ừ, 2 năm nay thì không phải uống. Và... thế nhưng mà hiện tại thì lại bị cường giáp nữa. Vâng ạ, cách đây khoảng 1 tháng thì phát hiện bị cường giáp ạ. À thế ạ, nhịp tim lúc nào nó cũng nhanh à? Xong rồi chân tay có run rồi là rất là luôn luôn ở trong cái trạng thái nó cũng khá là kích động. Vâng ạ, gần đây thì mấy hôm nay bị kiểu rối loạn tư tưởng ạ, cứ đòi ly hôn nhưng mà em đang phân vân, không dám nói gì. Cường giáp của vợ đã được điều trị chưa? À, cũng đang điều trị, cũng uống thuốc điều trị ạ. À, đang được uống thuốc điều trị rồi đúng không? Vâng. Thế thì cái thuốc này thì em đưa vợ cũng đi khám mỗi tháng một lần à? Vâng, mỗi tháng một lần ạ, bác sĩ kê thuốc uống theo đơn của bác sĩ ạ. Ừ. Thế và cái đợt khám vừa rồi thì nó đã có những cái biểu hiện về tâm lý này chưa? Có thông báo với cả bác sĩ đang điều trị cho vợ mình không? Tâm lý thì nó ổn định hơn đợt đầu ạ. Mới đầu thì nó uống nhiều thuốc mà đợt này giảm ạ. Đợt 2 giảm hơn. Năm nay vợ em bao nhiêu tuổi rồi? Vợ em 30 ạ. À 30. Ừ. Thực ra thì bạn ấy cũng còn rất là trẻ, mới có 30 tuổi. Thế và mặc dù là đã lấy chồng 5 năm rồi nhưng mà chưa có con. Thế và lại mắc những cái bệnh, toàn những cái bệnh mà mình phải uống thuốc rất là nhiều ấy. Thế với một số thuốc chắc là nó cũng có các cái tác dụng phụ của nó liên quan đến tâm lý ấy. Thế và làm cho bạn ấy hiện nay chắc là đang rất là lo lắng. Một phần lo lắng về bệnh tật rồi là cũng bi quan. Thế và trong cuộc sống gia đình thì nó cũng nghĩ, tự bản thân bạn ấy chắc nghĩ cũng nhiều điều bế tắc ấy. Và bạn ấy không muốn làm khổ em nữa. Thường là tâm lý có thể là cũng những cái thuốc mà bạn ấy uống như thế này, hoặc là đang trong bệnh, đang trong những cái giai đoạn cấp như thế này thì người ta thường khuyên là không có con. Không nên có con, bởi vì là kể cả cường giáp hay là những cái bệnh về tâm lý hay là những cái bệnh khác nữa mà đang trong giai đoạn điều trị mà lại phải dùng thuốc mà có con thì nó không tốt cho em bé nếu như có thai. Và mặt khác nữa thì nó cũng không tốt cho cả sức khỏe, cho cả người mẹ nữa. Chính vì thế là những cái người mà đang điều trị như thế này thì bao giờ chúng tôi cũng khuyên là không nên có thai ở trong cái giai đoạn này. Rất nhiều những cái yếu tố khác nó sẽ ảnh hưởng và nó tác động tới tâm lý của bạn ấy, làm cho bạn ấy một mặt thì không yên tâm về điều trị, luôn luôn tự ti về cái sức khỏe của mình. Rồi bạn ấy cũng có thể mắc một số những cái rối loạn về sức khỏe, về tâm thần nữa. Thế chính vì thế mà nó làm cho bạn ấy thấy nó cuộc sống nó không thoải mái dễ dàng thì nghĩ tới cái việc ly hôn đấy. Tuy nhiên thì theo chị như này, em băn khoăn như thế rất là đúng. Ở ngay trong cái giai đoạn như thế này thì chắc chắn là em sẽ không nghĩ tới cái chuyện ly hôn vợ đúng không? Cô ấy đang như thế, phải ở bên cạnh cô ấy rồi động viên cho cô ấy điều trị, tiếp tục điều trị cho nó ổn định, giống như là cái bệnh về miễn dịch ấy. Đấy, thì sau khi điều trị nó đã ổn định rồi thì cái cường giáp cũng thế, mình cũng sẽ phải hỗ trợ cùng với cô ấy rồi theo dõi cái tiến trình điều trị cho cô ấy nữa. Để thông báo với bác sĩ những cái mà nó diễn tiến nó không thuận lợi trong cái việc điều trị của cô ấy chẳng hạn. Thế sau này khi mà sức khỏe nó ổn định rồi thì mà phục hồi được tốt thì có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc có em bé ấy. Thì lúc đấy mình sẽ tính giai đoạn tiếp theo, chứ còn ở trong giai đoạn này chắc chắn là mình sẽ phải đi cùng với cô ấy để mà đỡ cho cô ấy. Chứ còn nếu như ở giai đoạn này mà cô ấy còn gặp những cái sang chấn tâm lý nặng nữa, ví dụ như là ly hôn chẳng hạn hay là tan vỡ gia đình, thì chị nghĩ là nhiều người ta sẽ mắc vào những cái nặng hơn, ví dụ như là trầm cảm hay như là rối loạn tâm thần, và người ta sẽ có những cái hành vi tự sát hoặc là những cái hành vi mà nó không thuận lợi cho sức khỏe của người ta ấy nhá. Thế thì trước mắt như thế này thì cứ tạo một cái không khí thật là vui vẻ, rồi là động viên cho cô ấy theo cùng với cô ấy để điều trị cho nó ổn định tất cả các cái bệnh tật của cô ấy, và tạo một cái môi trường thật là tốt, thì chị hy vọng là cái tâm lý của cô ấy sẽ được cải thiện và sẽ không nghĩ đến cái việc đó nữa nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Vâng, em cảm ơn anh ạ, và em cảm ơn chương trình ạ. Hy vọng là cuộc sống của vợ chồng bạn sẽ ổn định và hạnh phúc nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Alo, Yên Bái đâu ạ? Dạ, em đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em chào anh. Vâng. Em chào cả các anh chị trong chương trình
cửa sổ tình yêu ạ. Dạ vâng. Thì anh cho em hỏi là em muốn hỏi về đường tình duyên của em trai em ấy. Vâng. Vâng, thì em trai của em là sinh năm 2001. Vâng. Thì em ấy cũng có quen vài ba lần bạn gái rồi, nhưng mà kiểu là đầu tiên quen nhau ấy thì là các em ấy cũng yêu nhau quý. Đến nơi rồi đúng không? Vâng, trong khi đó, tức là mới có 21 tuổi mà đã lo lắng như thế rồi. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 38 ạ. Lấy chồng chưa? Dạ em có rồi ạ. Ờ thế là ngày trước thì lấy chồng, yêu một anh xong rồi lấy luôn làm chồng à? Dạ em cũng có yêu nhiều, nhưng mà kiểu là các em nông thôn ấy. Ngay bản thân bạn trước khi lấy chồng cũng yêu vài ba mối tình rồi còn gì nữa đúng không? Dạ vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Rồi xin chào, mình là chị hay là... Em là chị ạ. Chị cả đấy à? Chị cả hả? Thế vâng. cách xa nhau, cậu út đấy hả? Dạ vâng, em đấy là em chú út của em ạ. À em chú út. Rồi vâng. Nói thật chứ 21 tuổi mà nó còn trẻ con lắm, nhất là thời đại này, ra những cuối thế kỷ 20 ấy, dần dần 8X ấy, thì may ra bảo thôi 21, 22 chúng nó cũng chững chạc rồi, nó cũng đi học đại học, vừa học đại học nó lại còn vừa đi làm thêm để nó không phải xin tiền bố mẹ. Bây giờ nhiều chàng trai 25, 27 nó còn lêu lỏng, nó còn chơi nghe, học xong đại học nó còn chả chịu đi làm, nó ở nhà nó chơi game với nó nghịch. Vân vân. Thế thằng cu nhà mình thì nó làm gì? Học hành gì không hay là đang làm gì? Dạ em ấy đang làm công ty thôi ạ. À, nhưng mà kiểu là nhiều khi em thấy em ấy kiểu là quen vài ba bạn gái rồi thì chưa chi các bạn gái lại đã chia tay. Đầu tiên thì quen nhau thì yêu nhau lắm, vâng mến nhau lắm, nhưng mà dần dần cứ độ một thời gian, ví dụ 5-6 tháng cái thì các bạn gái lại chủ động chia tay em ấy. Thế là em thì yêu thì em lại xác định thực sự ấy. Nhưng mà các bạn gái thì kiểu là cứ chủ định chia tay vậy, trong vài ba lần như thế thì này, em tóm thấy lại em biết rồi. Cậu chồng có đẹp trai không? Nhìn người cao ráo đẹp trai ạ, mà hiền lành thật thà. Rồi cái đẹp trai cao giáo hiền lành thật thà là cái hút ban đầu, các cô gái nào cũng thích hot boy, nhưng mà không ai người ta sống với cái hot mãi được. Nếu như mà một chàng trai 21 bây giờ làm công ty tháng được 7 triệu, nộp cho mẹ tiền ăn 6 triệu còn có mỗi triệu bạc, nhà chả biết làm gì, thì những cái cô gái mà khi sau khi mà làm quen với cái bạn này xong chững lại với giật mình thấy là à, lại có lẽ mình lại ngước mắt tới những cái chàng trai 27, 28, thằng anh trưởng phòng hay là cậu kỹ thuật 27, 28 rồi lương giờ 18, 20 triệu, lại còn đã nhà đã có thế nọ thế kia. Thế còn thì lúc mà yêu thì có thể là thấy cũng hay hay, hiền lành cao giáo, đi chơi một tí, đấy là làm về phía cô gái. Còn một phía nữa mình chưa chắc là bạn con trai em trai nhà mình nó thế nào. Biết đâu à, chồng thì thế thôi nhưng mà đần lắm cơ, chả biết nói năng gì, giao tiếp thì kém, ngồi thì cứ đỏ mặt, lần nào đi chơi gọi một cốc nước mía, hai đứa ngồi nhìn trời nhìn đất cả buổi tối thì con gái nó cũng chán. Những anh chàng nó phải nhanh nhẹn, gọi là mồm miệng đỡ tay chân, khéo léo nọ kia. Mình không có tiền thì mình phải quan tâm chăm sóc. Vâng. Nhưng mà cái đấy thì lại cũng lại cứ ngồi y ra. Thế rồi lại có cái loại nữa là nó thấy yêu 2-3 tháng rồi xong thì chả thấy làm gì. Làm gì ở đây mình phải hiểu nó làm gì đấy, đúng không? Vâng, vâng. Nó lại nghĩ là khéo thằng này, khéo hay lại là làm sao. Thế xong rồi nó nói bóng lấy gió để thấy em mình cũng hiền lành, cũng thấy chỉ muốn yêu thôi, chẳng làm gì. Thế là các cô gái bây giờ, cái nhất là các cô cũng va đập nhiều, đi công ty công teo, nó cũng tiếp xúc với nhiều đối tượng mà có thể em mình nó cứ nhạt nhạt như là cốc nước mía ấy. Khát lắm thì phải uống, chứ còn không thì chẳng gì cũng phải cốc trà sữa, nó có nhiều mùi nhiều vị đúng không? Thứ nhất là chả có duyên âm nào nó bám về em mình đâu, có ma nó bám. Cho nên là thì là bà mẹ chồng em ấy, bà thì đi xem bói xong thì bà lại thấy thầy bảo là có duyên âm, thế thì bà em cũng lo bảo là thế, cứ thấy các em gái chủ động bỏ như này thì bà em bảo hay là có duyên âm mà mình chưa kiểu là chưa cắt được duyên âm cho. Thứ nhất là nó còn trẻ, thứ hai còn non. Thế vậy thì hỗ trợ chị cả. Thế nào thế cậu đi chơi với con gái á, mình có bỏ tiền không? Ăn uống lần đầu thì thường thế nào? Mấy lần thì bắt đầu hôn nhau, thế xong rồi hôn thì làm sao? Thì mình cũng phải tỏ thế. Con gái bây giờ à, nó cũng thích là phải quan tâm này, thì cũng chiều này, không phải là chỉ có hiền lành, chỉ có đi chở xe máy đi lòng vòng quanh khu công ty xong rồi dừng lại một quán trà đá thì rồi mà biết chuyện thì chả biết gì cũng sẽ chán. Mình cũng bày cho em một vài trò thôi, thì cái mẹo mình cứ suy từ bụng ta ra bụng con gái. Nhưng mà mình là người của thế kỷ trước, các con gái bây giờ là hiện đại mà, thì mình cũng tham khảo. Thứ hai nữa động viên, đặc biệt là mình là người trẻ hơn, mình phải phải có cái ngăn cản với bà mẹ chồng nhà mình chứ, rằng là thì ra là mà
là chú ấy còn trẻ còn non không đi đâu vớ vẩn khéo lại bập phải cái cô lại bạo dạn quá, cô ấy mấy đời người yêu rồi xong rồi thì cũng quá chết là cứ để cho chú ấy hưởng thụ cái đời trẻ đi đã nhá. Vâng. Rồi bà đã nghe rõ rồi chứ. Và em thì cứ lo bảo ấy là có thầy nói vậy có duyên âm mà em cứ bảo vậy thì để em hỏi anh chuyên gia. Rồi thì bây giờ hỏi rồi nghe rõ rồi đúng không? Chào bạn nhé, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Tháp. Alo, Đồng Tháp đâu ạ? Dạ, xin chào, là Trung Linh Đoàn ạ. Rồi, chào bạn. Anh ơn cho em hỏi là bé nhà em ấy, năm nay là 13 tuổi, mà có nghĩa là bé đang bắt đầu xài điện thoại mà em không biết là nên sử dụng cho bé là xài, có nghĩa là những cái chương trình gì hoặc những cái tiết, có nghĩa là phù hợp lứa tuổi của bé ấy ạ. Ừ, 13 tuổi đúng không? Dạ, vâng ạ. Con trai con gái vậy? Dạ, con trai ạ. Thế sao cho mua điện thoại cho nó à? Dạ, có nghĩa là bây giờ bé năm nay là cũng 13 tuổi nên là cũng cần điện thoại rồi chưa bao giờ. Nhưng mà đã mua chưa? Dạ chưa mua nhưng mà bây giờ là nhà bây em giờ là nên mua điện thoại loại nào đúng không? Mua. Ừ rồi. Ok. Dạ, vâng ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, vâng ạ. Cảm ơn xin chào. Dạ chào anh ạ. Ừ. Con trai 13 tuổi học lớp mấy nhỉ? Lớp 7. Dạ lớp này học lớp 8 ạ. Lớp 8 trông cao to phổng phao chưa dậy thì chưa? Dạ vâng. Đang học lớp 8 ấy mà, chưa phải có cái gì ở trên điện thoại cả. Chẳng có cái gì học được ở trong điện thoại cả. Trừ trường hợp là ví dụ con đi học ở xa, bố mẹ hay đón ấy, cho con cái điện thoại, người ta gọi là điện thoại cùi bắp. Cùi bắp tức là điện thoại đen trắng Nokia độ 200-300 nghìn hay là mua đồ cũ ấy, sim cũng sim Viettel thôi, chỉ có mỗi một chức năng là bố mẹ gọi thì hey, con tan học chưa, đứng ở đâu để mẹ đón, thế sao chưa về, bây giờ 5 giờ rồi mà 4:30 tan đi giờ chưa về chơi đâu, để mình giám sát con thôi. Thế còn thì học cái gì, lúc nó học cả ngày ở trường nó còn chưa chết mệt thì sao, tối thì nghỉ ngơi giải trí xem tivi một lúc rồi làm bài tập đi rồi ngủ. Chứ còn điện thoại hiện nay thì nhiều người cứ lấy lý do là thông qua điện thoại con học được cái đó. Trong cái dịp Covid ấy, mà học online ấy, thì được. Vì lúc là cả nước người ta phải chịu hoàn cảnh nó đẩy đưa. Nhưng mà thời gian này nó học nhiều lắm rồi. Mình không tin là sang năm nó lớp 9 nó còn vỡ cả đầu về học nữa cơ. Đúng không? Cho nên là... Dạ, thưa anh là bây giờ có nghĩa là em muốn hướng bé như kiểu có một cái gì đấy vừa. Có nghĩa là dạy bé về đạo đức ấy. Và xem cái chương trình nào nó phù hợp. Chẳng hạn em cho bé xem cái chương trình chẳng hạn nên là vượt lên chính mình. Hoặc là những cái chương trình nào thì nó phù hợp với cái lứa tuổi của bé để phát triển về trí não mà phát triển cả về đạo đức ạ. Thứ nhất đạo đức chả có cái kênh nào bằng cái kênh mẹ. Người ta nói là cái kênh bố mẹ dạy con là tốt nhất, là con đẩy cho vào đấy, con cứ vào trong YouTube đi, con đọc cái hạt giống tâm hồn với lại đạo đức đi. Không ai dám chắc rằng bên cạnh cái hạt giống tâm hồn nó lại có mấy cái hạt cũng hạt cỏ thì sao, đúng không? Nó đã chui vào đấy thì nó mênh mông bể sở, nó cứ cái nọn nó lại luồn sang cái kia. Nó đang xem hạt giống tâm hồn hướng về, có một cái bài, có một ông thầy ông đang dạy về về tình yêu hay là sự lòng kính trọng bố mẹ, nhảy bốp một cái một cô gái đang không mặc gì chẳng hạn, thế là nó quay sang cái cô gái không mặc gì chứ nó bỏ đạo đức ngay. Cho nên là một là bố mẹ này dành, hai nữa là nếu có thì chương trình TV gì đó này, thứ ba là mua sách cho con. Thật ra sách hay lắm ấy, bởi vì lọt được qua nhà xuất bản mà để nó đưa những cái độc hại vào ít lắm. Hiện nay là ngoài hiệu sách ấy, hạt giống tâm hồn cũng có rồi, những kỹ năng sống rồi là kỹ năng giao tiếp rồi xử lý khi bị bạn bắt nạt rồi xử lý khi trái tim rung động, ví dụ như thế. Những cuốn sách ấy mình đừng có hỏi là con có thích đọc mẹ mua, cứ mua để mặt bàn yên tâm, trẻ con nó có tính tò mò lắm. Anh làm ơn cho em hỏi chẳng hạn như bây giờ em cho xem chẳng hạn như cái chương trình về Phật pháp, có nghĩa là hướng về những điều thiện như thế cho bé xem cái đấy thì cái đấy rất hay, nhưng mà phải đạt đến một trình độ lý luận, mình có đầu có óc bản lĩnh vững vàng rồi cơ. Người lớn rồi thì mới hiểu nó sâu sắc, bởi vì những lời Phật dạy nó thâm sâu lắm. Bây giờ các cháu lại tự nhiên lại cứ vay là trả, với lại cõi đời với lại trả hướng gì đấy. Các cháu cứ học ở trường, ở lớp, học ở sách giáo khoa, học ở TV đài báo, học ở bố mẹ, thế là quá thừa rồi nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh, xin cảm ơn chương trình ạ. Xin chào nhé. Rồi chào bạn nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Vâng em ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng em muốn hỏi về sức khỏe cho vợ em ạ. Rồi vợ bị làm sao? Vợ em tức là sau khi một lần quan hệ dục ấy là ngày mai là có đau lưng dữ dội ấy ạ. À thế à? Sức khỏe là vì sao đấy. Rồi thế là một tuần quan hệ mấy lần? Tuần là còn 3-4 lần nhỉ. 3-4 lần, và 3-4 lần đó thì đều ngày hôm sau bị đau lưng dữ dội à? Ừ, đúng rồi ạ. Đã đi khám ở đâu chưa? Chưa. Thế à? Rồi, và năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay 40 ạ. Vợ bao nhiêu?
em 42. Thế cái hiện tượng mà đau lưng dữ dội nó xảy ra cách đây lâu chưa? Cũng khoảng năm nay rồi ạ. À, mới năm nay nó bị thôi đúng không? Vợ 42 tuổi thôi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Tôi chào bạn. Chào bác sĩ ạ. Vợ 42 tuổi thì kinh nguyệt của vợ dạo này thế nào em? Kinh nguyệt vợ em vẫn đều ạ. Vẫn đều hả? Em được mấy cháu rồi? Một cháu ạ. Mới được một cháu. Vợ bị đau lưng, tức là tất cả các lần quan hệ tình dục, cứ mỗi lần quan hệ xong thì vợ lại bị đau lưng à? Vâng ạ. Em có kiểm tra xem có các cái tư thế gì nó lạ hoặc là những cái tư thế gì nó khác thường trước đây, đặc biệt là những cái động tác mà nó tì đè nhiều vào cột sống không? Không ạ. Bởi vì là những cái mà nó đau lưng mà nó do sau khi quan hệ tình dục thì phần lớn là, mà những cái bệnh lý của cột sống thì phần lớn là do cái hành vi quan hệ tình dục của mình. Có thể nó quá sức chịu đựng của vợ, hoặc là những cái động tác hoặc là những cái tư thế nó không thuận lợi thì nó có thể gây ra đau lưng như vậy. Trên nói rất là đúng đấy, ai lại để đến một năm rồi. Phải cho vợ đi khám đi chứ nhỉ? Bây giờ nói chung là nó cũng vừa mới xảy ra trong khoảng độ gần đây thôi, không phải là gần đây. Năm ngoái năm xưa là cũng không có hiện tượng đấy. Ừ, thế nhưng mà 42 tuổi thì bắt đầu nó cũng bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Nó sẽ xuất hiện nhiều những cái mà trước đây chưa bao giờ có. Thế một vài năm nữa, ví dụ 5-7 năm nữa khi mà bước vào giai đoạn mãn kinh chẳng hạn, thì nó cũng lại càng xuất hiện thêm những cái bệnh khác ở người phụ nữ khi mà người ta mãn kinh nhá. Thế mình không nên chủ quan mà lại đau lưng như thế thì cần phải đi kiểm tra cuộc sống luôn, xem là nó có bị cái gì bất thường không. Thế bây giờ vợ em bây giờ nó đang bị tiểu đường với mà em muốn sinh nở thêm cháu để có ảnh hưởng như vậy. À, vợ đang bị tiểu đường à? Vâng. Bao nhiêu năm rồi em? Mới năm nay ạ. Đã được điều trị chưa? Thì uống thuốc rồi. Đến khám ở bệnh viện xong rồi lấy thuốc hàng tháng uống đúng không? Vâng. Tôi nghĩ rằng là nhà em chắc là để mà vợ có thai tự nhiên thì nó sẽ khó hơn là những trường hợp khác. Vợ 42 tuổi thì cái chất lượng trứng của vợ nó cũng đã khác so với trước đây rồi. Việc có thai tự nhiên nó không thuận lợi rồi. Xong lại bây giờ lại còn quan hệ tình dục lại bị đau lưng nữa. Thế không hiểu là nó có những cái bệnh lý gì của cột sống hoặc là khớp háng hay không. Thế và trên nền một người bị tiểu đường thì rất cần phải có sự theo dõi của cơ sở y tế, bởi vì là nếu có thai em bé cũng có thể bị mắc một số các cái bệnh bẩm sinh khi mà mẹ bị tiểu đường. Thế cho nên là chắc là phải cân nhắc rất là kỹ. Vâng, chắc là bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải từ trước. Xin chào bạn nhé, cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Alo. Alo, em đang nghe chị ơi. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, chị ơi, em muốn hỏi chị một chút là bây giờ em đang có quen một cô bạn gái. Và cô này cô đã có hai vợ chồng. Vợ chồng thứ nhất thì là do nghịch cảnh, tức là chồng cô cả bồ và cô bỏ. Thế là chồng thứ hai thì mẹ của cô ép cô lấy một người chồng bằng chứng năng của bố mình. Thì giờ bây giờ cô lại bỏ tiếp rồi, thì em muốn hỏi chị là làm thế nào để có thể lấy lại được cái tình cảm từ một người mà đã có ấn tượng xấu với hai người đàn ông từ trước. Vâng, câu hỏi của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Rồi, anh chào em. Dạ vâng, em chào anh ạ. Con trẻ không? Dạ, em 88 anh ạ. Sinh năm 88 á? Dạ vâng ạ. Ồ, cái cô hai lần đó là bao nhiêu tuổi rồi, có mấy con? Cái cô hai lần đó là cô sinh năm 90 anh. Ủa, sinh năm 90 mà đã hai lần đò, sao đò, dạ vâng đò ngắn thế? Dạ vâng ạ. Hai em với cô bây giờ có làm cùng nhau gần gũi như thế nào? Tức là em thì đầu tiên là em thì em với cô làm cách xa nhau rất nhiều ạ. Tầm khoảng hơn 20 cây thôi ạ. Khác huyện nữa thì là bọn em gặp nhau cũng là do tình cờ thôi. Thế thì em cũng đem lòng yêu cô đó. Thế nhưng mà đến khi mà em qua một thời gian tiếp xúc thì cô đi, cô nói thật ra là em đã như vậy rồi và bây giờ em rất sợ. Những lúc là tất cả các chàng trai khác mà đặt tình cảm thì em rất là hốt. Em không còn tin bất kỳ một người nam giới nào khác cả. Đúng rồi, cô ấy nói cũng có một phần đúng, bởi vì người ta nói là con chim trúng đạn sợ làn cây cong, hai lần sợ quá rồi, đàn ông kinh quá rồi, bây giờ lại một cái bạn lại che chẻ, lại chưa từng có vợ thế này mà nó lại bảo nó yêu mình, chả biết nó có yêu thật hay nó yêu giả vờ, nó lừa mình để nó ABC sau đấy thì nó lại bỏ mình chứ. Đàn ông làm gì lại có cái thằng lại tốt như thế, khi mà mình nói mình có hai đời chồng rồi mà nó vẫn cứ còn yêu. Người ta cũng đặt dấu hỏi, người ta cũng nghi ngờ, bởi vì thực tế trong cuộc sống rất nhiều chàng trai có
thể là đem lòng yêu thương cô gái, nhưng mà khi chỉ cần cô nói rằng là anh em đã có một đời chồng, một thứ nhất chưa nói hai, thì đã tìm cách bỏ chạy. Cho nên là cô ấy chưa thể tin ngay cũng đúng thôi. Tuy nhiên thì trái tim phụ nữ cũng dễ rung động với cái kiên trì, kiên cường, cái chân thành. Cần có thời gian. Tuy nhiên thì anh lại không lo cái chuyện em chinh phục cô ấy, mà anh hơi lo một chút rằng khi em nói với gia đình nhà em, tất nhiên nếu em yêu cô nhận lời sẽ về phải ra mắt gia đình, sẽ giới thiệu. Rồi khi người ta biết rằng cô ấy tận hai đời chồng, một cái đời nó đi cặp bồ, một cái đời thì một cái ông già. Bây giờ lấy đến em thì liệu rằng nó có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống tâm lý của hai người không? Khi bây giờ em còn... Chị cũng có gặp nhau mà bây giờ thì chỉ có gặp nhau qua điện thoại thôi à. Tức là các bạn học cùng nhau à? Hay là làm cùng nhau? Dạ, trước học cùng nhau ạ. Thế à? Dạ, bây giờ em muốn là nhờ chương trình cho em một cái lời khuyên làm sao để níu giữ được tình cảm của anh ấy. Em muốn là níu kéo được và em không muốn mất tình cảm của anh đó ạ. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Dạ, anh chào anh Đinh Đoàn. Hiện nay hoàn cảnh của em thế nào? Em có đi làm gì không? Đang sống với ai? Em cũng đi làm. Có đi làm à? Thế hả? Cuộc sống của mình cũng tương đối độc lập, và cái việc này chỉ có hạn chế khó khăn trong cái di chuyển chút xíu thôi, đúng không? Còn thì công việc cũng tự nuôi sống bản thân, chứ cũng không phải phụ thuộc gì vào gia đình. Em có nói là học cùng với anh ấy, tức là hai bạn trong một cái quen trong một cái lớp tập huấn nào đó của hội người khiếm thị, đúng không? Chắc là thời gian nó không nhiều lắm, ngắn thôi. Sau đấy thì có quý mến nhau, sau đấy thì chia tay đôi đường về Hà Nội với Sài Gòn. À quên, em Đồng Nai đúng không? Thời gian đầu thì còn liên lạc được, sau thì càng ngày nó càng nhạt đi. Thật ra thế này này, không phải các em đâu mà tất cả mọi người ai cũng thế. Cái thời gian gặp gỡ nó chưa đủ nhiều để mà gây cảm tình ấn tượng, sau đấy thì lại phải xa cách, mà cái khoảng cách không gian ấy nó cũng là một trong những cái gọi nó là kẻ thù đấy, kẻ thù của tình cảm. Kể cả người ta vợ chồng rồi mà lấy nhau có con có cái, mà cuối cùng một người đi công tác xa quá, xong rồi trong một thời gian khá dài rồi tình cảm cũng còn phai nhạt. Thế thì trong trường hợp của em cứ coi như là tình yêu hay cái tình cảm của em và anh ấy vừa mới hé nở thôi, chưa có cái gì gọi là dày kỷ niệm lắm. Thế rồi sau đấy thì bị xa cách, thành ra nó nhạt đi. Và bây giờ thì anh cũng đã nói thẳng rằng là chắc là anh chỉ muốn rằng em có chấp nhận anh ấy quen vài ba bốn người, đúng không? Đấy là em mới biết là anh ấy có một bạn gái nữa, chứ đã chắc gì chỉ có một anh người nữa. Cái việc em em có biết mà cũng là cũng nhiều tuổi hơn ảnh rồi. Mà em thì nhỏ tuổi hơn, mà em cũng không biết được là do làm sao nữa, mà sao em thấy buồn quá à. Ai cũng thế thôi, đang có một mối quan hệ rồi mình thấy nó ngày càng là suy giảm đi thì mình chắc chắn là buồn. Nhưng mà em phải nhớ thế này, rất may là mình với anh chưa có cái gì kinh khủng lắm. Bây giờ có chia tay mình cũng buồn buồn một thời gian thôi. Bây giờ một là em sẽ phải chấp nhận như một người bạn. Mà đã là người bạn thì nghĩa là mình không độc chiếm, độc quyền được. Anh có quyền cùng một lúc anh ấy quen với 5-7 cô gái. Cuối cùng không phải bây giờ mà mấy năm sau anh mới chốt để anh ấy một bạn gái nào đó để có thể anh ấy tiến tới hôn nhân. Thì đấy là quyền của anh ấy. Thế còn thì nếu như mình nói rằng là một là tôi, còn hai là chia tay luôn, thì chắc là anh cũng chấp nhận, anh cũng đã tuyên bố như thế rồi. Em có hỏi rằng làm cách nào để níu kéo cái tình cảm ấy. Thật ra người ta chỉ níu kéo được người mà người ta muốn ở lại, nhưng mà đang chỉ giả vờ giận lẫy nhau, hờn hờn, mát mát. Thấy dạo này mình không nhiệt tình lắm, người ta giả vờ là thôi thế thì anh chia tay, em có thương gì anh đâu, thì mình còn có thể làm được. Còn đây người ta đã muốn dứt áo ra đi thì không ai có thể túm người ta quay trở lại với mình được. Anh nghĩ rằng là yêu xa đối với người gọi là bình thường cũng đã rất là khó khăn. Trong trường hợp của em với anh ấy thì càng khó khăn hơn nhiều.
Em mới ngoài 30 đúng không? Mình cũng còn hoạt động ngoài cái việc là kiếm sống ra thì tham gia các cái câu lạc bộ. Mình đừng có nghĩ rằng là cứ phải cái người cùng khiếm thị như mình thì mới có thể có tình cảm được. Không biết em có biết không chứ đã từng có những bạn gái cũng là khiếm thị, bạn ấy rất giỏi, kỹ năng của bạn rất là tốt, bạn ấy dẫn chương trình của các cái sự kiện, bạn ấy nói tiếng Anh như gió, bạn ấy sử dụng internet nhoáy nhoáy, và bạn ấy kết hôn, bạn gặp gỡ được một chàng trai người sáng mắt, cao ráo đẹp trai và cũng giỏi giang. Thế thì mình đừng có cứ nhăm nhăm vào rằng là phải tìm một ai đó mà giống hoàn cảnh như mình nhé. Gần đấy thôi, Đồng Nai, Sài Gòn gì đó, để nếu có điều kiện thì cách nhau độ vài ba chục cây số, mình có thể đi xe buýt hoặc là nhớ nhau, mình có thể bằng cách này cách khác mình gặp nhau. Chứ còn cứ liên lạc qua mạng như hiện nay thì rất là khó gìn giữ các cái mối quan hệ tình cảm. Vâng, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Bắc Giang. Alo, Bắc Giang đâu ạ? Dạ, alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đây. Dạ vâng, em có tức là em lấy vợ được 18 năm rồi ạ. À thế à? Dạ vâng ạ, thì trong quá trình 18 năm qua ấy, thì là vợ chồng sinh hoạt ấy, nó vẫn bình thường. Nhưng mà gần em thấy mấy tháng gần đây tự dưng thì là em sinh hoạt thì thấy là nó xuất tinh sớm ấy. Tức là mình vừa mới được vài phút là đã xuất rồi ạ. Rồi. Thì muốn hỏi bác sĩ là xem là mình đã có thuốc nào đặc trị hay là có mình có dùng cái gì tin tưởng để kéo dài thời gian sinh hoạt vợ chồng đúng không ạ? Lấy nhau 18 năm nay, thế thì năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 39 ạ. 39 tuổi. Và